mình tổ chức được khóa tu tại chùa Hằng Pháp. Thì cái duyên mà tổ chức được khóa tu tại đây ấy, nó cũng đã 20 năm rồi. Lúc mà sư ông về Việt Nam lần đầu tiên, và chúng ta cũng biết là chùa Hằng Pháp là chùa rất là nổi tiếng về việc Hoằng Pháp, cho nên cái tên Hoằng Pháp nó rất là hợp, và làm chùa Hoằng Pháp làm đúng cái vai trò của mình là Hoằng Pháp. Nghe tới chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn là ai cũng biết là chùa đó là chùa tổ chức khóa tu rất là nhiều. Đến rất nhiều tầng lớp, nhất là giới trẻ. Không có cái chỗ nào mà khóa tu mà 2-3 ngàn người trẻ tới tu đông như ở chùa Hằng Pháp. Và chùa Hằng Pháp cái ngoài cái việc về pháp môn tu học, còn về cái mặt tổ chức thì Pháp Khâm là cũng tổ chức cũng nhiều rồi, mà chưa thấy cái chỗ nào mà tổ chức mà hay mà như là ở chùa Hằng Pháp vậy. Thành ra các thầy các sư cô lần mai tới đây trong thời gian qua cũng đi học nhiều lắm, học rất là nhiều. Và có một điều nữa là Pháp Khâm, thầy các sư cô cũng học rất là nhiều cái tính khiêm cung của quý thầy ở đây. Và điển hình là qua thầy trụ trì, thầy Thích Tâm Trường. Thì đại chúng có thấy mình mới sắp hàng nắng lấy vừa đồ ăn, nắng quá là ngày hôm sau là thầy trụ trì ra thấy trời Phật tử nắng quá là ngày tối với nó là thấy là có cái mái che liền, lòng từ bi rất là lớn. Thành ra là Pháp Khâm xin mời thầy chia sẻ với đại chúng ở đây chút về những cái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông, kính bạch hòa thượng đạo trưởng Tô Đình Hoằng Pháp, hòa thượng Thượng Chân Hà Tĩnh. Con kính bạch quý thầy quý cô. Lời nói đầu tiên cho con gửi lời chúc đến hòa thượng đạo trưởng Tô Đình Hoằng Pháp cùng với quý thầy quý cô tăng thân làng mai luôn được thân khỏe tâm an. Kính chúc đến quý Phật tử và gia quyến luôn được bình an hạnh phúc trong ánh hào quang do hộ của mười phương chư Phật, cũng như trong quá trình thực tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa đại chúng, đáng lý ra thì nếu như được đủ duyên hơn thì ngày đầu tiên mà con sẽ thông bạch đến đại chúng về vấn đề tu học cũng như là việc yểm trợ của chùa, để cho đại chúng được biết rõ cũng như có những điều gì mà đại chúng cần góp ý, đặc biệt là quý thầy quý cô, thì con sẽ được sát sao hơn và cái việc yểm trợ nó sẽ được tốt hơn. Nhưng ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái khóa tu 4 ngày được diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 13 với chủ đề là lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Một chủ đề khá là ý nghĩa, đúng không ạ? Rất là ý nghĩa, giúp cho tất cả các hành giả của chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp cận, được nuôi dưỡng để chúng ta phát triển được bản thân, phát triển được cái hạnh lành để chúng ta ứng xử trong cuộc sống này nhằm đem lại một cái kết quả tốt đẹp cho bản thân cũng như là lan tỏa cho mọi người. Và về việc yểm trợ cho khóa tu thì chùa cũng yểm trợ về cơ sở, chỗ ăn, chỗ nghỉ và tất cả các thực phẩm là chùa phát tâm cúng dường hết tất cả mọi thứ. Cho nên quý thầy, quý cô cũng như quý Phật tử họ hoan hỷ, họ đón nhận. Và trong lúc yểm trợ đó thì có những điều đôi khi nó cũng chưa được như ý muốn, hoặc là có những điều gì mà nó chưa được tốt,
Thì con cũng xin thỉnh quý thầy, quý sư cô, cũng như là kính mời quý Phật tử, chúng ta mạnh dạn đóng góp để lần sau con sẽ khắc phục hơn, để mình có thể cùng nhau đồng hành với quý thầy quý cô trong ban tổ chức được tốt hơn, cũng như là tạo một cái điều kiện hết sức là thuận duyên nhất định cho quý Phật tử yên tâm tu tập. Bởi vì cái môi trường nó cũng rất là quan trọng. Nếu cái nơi đó tổ chức, một số vị cứ nói là chủ yếu là tu, nhưng mà những cái điều kiện nó không có mình tu làm sao, đúng không? Nó lại bất an. Cho nên mọi thứ nó phải, mặc dù nó không hoàn hảo, nhưng nó phải đầy đủ, nó phải tiện nghi, rồi nó phải thuận tiện trong vấn đề sinh hoạt của mình. Còn nếu mà nó thiếu thốn nhiều quá thì nó rất là hạn chế trong vấn đề tổ chức của mình, hạn chế trong vấn đề sinh hoạt của mình, thì khóa tu cũng chưa được trọn vẹn lắm. Cho nên con cũng thành khẩn kính báo đến quý thầy quý cô về cái tấm lòng chân thành của con, cũng như là quý Phật tử. Nếu như mạnh dạn đóng góp mà quý vị ngại đó, chúng ta có thể viết vào một cái tờ giấy gửi lại ban tổ chức, đỡ ngại hơn. Có thể gửi tại văn phòng, thì mai mốt con đọc thì con sẽ tự khắc phục cho lần sau mình được tốt hơn. Dạ, kính thưa thầy trụ trì, Pháp Khâm nói là Pháp Khâm rất là may mắn khi có một được một quý vị trụ trì trẻ rất là hết lòng mà hỗ trợ tăng thân lần mai trong những cái trong cái việc tổ chức như thế này. Bởi vì nói chung thì khi mà đã làm việc á, thì nó có rất nhiều cái việc mình phải giải quyết. Mà có cái gì khó khăn cái là mình thưa với thầy cái là thầy giải quyết của một là xong. Giống như là không nghe nói là cái chuyện mà đi thiền hành ấy, mà đi ra ngoài người ta gọi là nghĩa địa, mà còn nhiều khi đặt tên là thành phố buồn, thì đi ra thì hơi sợ. Nhưng mà sáng hôm đó là thầy dắt mọi người đi, rồi nó cái chỗ, thành ra cái chỗ thành phố buồn có được cái tên mới gọi là xóm Vĩnh Hằng. Ra là mình sẽ nói là cái thiền đường, cái bữa cái đường mình đi thiền hành á, là đi đường đi qua xóm Vĩnh Hằng. Và thật ra nó Pháp Khâm đi qua nhìn đó, Pháp Khâm nhìn những cái bia đó, Pháp Khâm thấy là có các cụ này tới 90 mấy tuổi, và Pháp Khâm ước gì Pháp Khâm cũng sống được tới 90 mấy tuổi. Nó giúp cho mình, mà nhiều khi cũng có mấy vị tới 20 tuổi 30 tuổi. À thì ra cũng có là có người họ mất sớm, thì nó cũng là một cái để mình quán chiếu. Rồi lúc cái đường đi thiền hành rồi á, Pháp Khâm còn hỏi, ô có cái chỗ này đẹp quá vậy, có nhiều sân cỏ, doanh trại quân đội nhân dân. Rồi Pháp Khâm nói, thầy mình đi bộ vô đó được không? Thầy nói, để hỏi, té ra họ cũng cho, nhưng mà thôi mình đi xóm Vĩnh Hằng cho nó khỏe, vì qua bên kia rồi chụp hình chụp gì nó cũng mệt. Thành ra nên nói chung cái môi trường ở đây á, ngoài việc cái việc mà quý thầy với quý Phật tử hỗ trợ, nhất là một ban 100 mấy chục người tình nguyện viên á, rồi môi trường chung quanh họ cũng hỗ trợ mình nhiều lắm. Và năm sau á là 2025 là kỷ niệm 20 năm sư ông về Việt Nam sau 40 năm. Và chưa biết, nhưng mà mình biết là Pháp Khâm, các thầy các sư cô lần mai rất là cố gắng để có được một cái khóa tu tại đây hàng năm vào cái khoảng thời điểm tháng 3, tháng 4. Nói thì vậy, nhưng mà số các thầy các sư cô ở đây là đến rất nhiều từ các trung tâm. Và một lần họ mặc nhau là cũng phải chuẩn bị trước mấy tháng. Thành ra đây là một cái sự cố gắng rất là nhiều, và cũng cảm ơn thầy trụ trì và tăng thân, nhất là ôn hòa thượng đạo trưởng đó, là rất hết lòng yểm trợ để cho cái khóa tu này nó được thành hình. Thì nhân cái câu hỏi này, Pháp Khâm xin thay mặt quý thầy cư sư cô lần mai và quý Phật tử tỏ lòng biết ơn đến với ôn đạo trưởng, thầy trụ trì và tăng thân xuất sĩ cùng các tình nguyện viên của đạo tràng của Tô Đình Hoàng Pháp đã ủng hộ cho khóa tu trong suốt thời gian qua. Và ai cũng thấy rất là hạnh phúc. Thì nhân cơ hội này đó, tăng thân cũng cho con cũng có một số quà để tặng cho thầy và tăng thân. Xin mời
Con biết đại chúng thấy thầy trụ trì có lòng từ bi lớn không? Quá lớn đúng không? Con thấy rất là thương thầy. Một người trẻ mà có đầy tâm huyết và có rất là nhiều tình thương. Tại sao chúng ta thấy đi, thầy chỉ đứng quan sát thôi, một bữa nắng á, và thậm chí tới 11 giờ đêm thầy cũng vận động mọi người để làm cái mái cho chúng ta. Và thầy hỏi lại một câu, thầy cũng xin thưa đại chúng, nếu chú con trong khi làm có gì sai sót thì xin đại chúng đóng góp thêm. Cái đó là cái mà rất là đẹp, và lòng từ bi của thầy đủ cái dung lượng để chứa được. Con thấy điều đó. Và thầy cũng thừa hưởng được cái gia sản của Hòa Thượng Viện Chủ ở đây. Nên thành thầy mới có trải cái tình thương trải rộng. Và chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc. Chúng con không biết có cái gì để đòi hỏi thêm nữa. Thấy rất là đủ rồi, phải không? Và rất là hạnh phúc. Rất là biết ơn Hòa Thượng Viện Chủ là, và tình thương của quý thầy. Đặc biệt là thầy cho cái cơ hội anh chị em con được gần gũi, được tâm sự, được có thể là chia sẻ những cái gì mà mình muốn và mình thao thức, thì thầy là cái người đã tiếp nhận được. Giống như một cái thau trống mà được đổ nước vô bao nhiêu cũng được. Nên thành con thấy trong thầy có được cái tình thương đó. Và chúng con xin gửi lòng biết ơn đến Hòa Thượng Viện Chủ và quý thầy, ban hậu cần và tất cả các anh chị mà có mặt ở đây. Và đặc biệt là sự đóng góp của thầy rất là lớn cho cái công trình hành đạo, và thầy đã tiếp nối được cái công trình của thầy tổ đã giao phó. Và chúng con cũng lấy lòng biết ơn và hy vọng là chúng con sẽ có cái cơ hội được nhiều hơn để được về đây. Và chúng con nói trở về là chúng con thấy đây là nhà, đây là người xứ anh của mình, đây là huynh đệ của mình thật sự. Nên thành chúng con được nương tựa, và chúng con hy vọng là sẽ có cơ hội để về nhiều hơn nữa, và sẽ được bàn tay ấm áp của thầy khi đón chúng con. Bấy nhiêu đó là chúng con thấy đủ. Và một lần nữa thì chúng con cũng cầu mong cho Hòa Thượng Viện Chủ, quý thầy và tất cả tăng chúng ở đây có nhiều sức khỏe, có nhiều pháp lạc, và để làm nơi nương tựa cho chúng con được trở về. Một lần nữa thì chúng con thành kính tri ân cảm niệm công đức của Hòa Thượng Viện Chủ và tình thương của quý thầy, của đại chúng nơi đây đã dành cho chúng con. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Gửi vào, dạ. Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Sát Gia Mô Ni. Chúng con kính bạch sư ông, chúng con kính bạch Hòa Thượng Đạo Trưởng, kính bạch Thầy Trụ Trì Tổ Đình Chùa Hoằng Pháp, cùng quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2024, và ngày hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Khóa tu thiết lập truyền thông trong gia đình với tựa đề Lắng nghe để hiểu, nhìn lại đại thương. Và trong 4 ngày qua, chúng ta đã có cơ hội tới với nhau, thực tập với nhau, ăn, ngồi thiền, tụng kinh, đi kinh hành, thiền hành, làm mọi thứ, thực tập và có mặt cho nhau. Và sáng hôm nay, chúng ta có cơ hội để ôn lại những gì mình đã học, những gì mình đã thấy, những gì mình đã nghe. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội để ôn lại, để hỏi lại những cái gì mà trong quá trình của chúng ta thực tập, chúng ta đã nghe, đã thấy. Nếu chúng ta có những cái thắc mắc gì, thì đây là cái cơ hội để chúng ta
đặt những cái câu hỏi đó. Và ngày hôm nay có trên, ngồi trên này có hai thầy và một sư cô. Ngồi bên tay trái của con đó là thầy Pháp Khâm. Thầy Pháp Khâm là một sư anh lớn của đạo tràng Mai Thôn. Và ngồi bên tay trái của con đó là sư cô Lộc Nghiêm. Sư cô Lộc Nghiêm hiện tại là một sư cô lớn, một sư chị lớn của tu viện Trạm Nhiên ở Đắk Lắk. Và riêng con là Pháp Nguyện. Và thời gian rất là quý báu, sáng hôm nay giống như thầy Pháp Khâm mới chia sẻ, chúng ta có khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng đồng hồ để cho trong buổi vấn đáp ngày hôm nay. Thì chúng con xin mời tất cả đại chúng, có ai có những cái thắc mắc, có những câu hỏi gì thì có thể lên đây xếp hàng và mình sẽ lần lượt mình đặt những câu hỏi của mình. Một câu hỏi hay sẽ ông làng Mai thường dạy, không cần phải dài, ngắn gọn và xúc tích. Và nếu như mình có can đảm mình đặt được cái câu hỏi của mình á, thì cái câu hỏi đó nó sẽ giúp đỡ được cho rất là nhiều người. Đôi khi mình nghĩ rằng mình chỉ có cái vấn đề đó thôi, không có ai có những vấn đề đó đâu, chỉ có mình có khổ thôi. Nhưng mà khi mà mình đặt được câu hỏi, mình nói ra thì mới biết là bao nhiêu người khác cũng đồng tình, đồng cảm với mình. Thành ra một câu hỏi có ý nghĩa, một câu hỏi hay có thể giúp được rất là nhiều người. Và ngày hôm nay, trong cái buổi vấn đáp ngày hôm nay, chúng ta chỉ chia sẻ từ trái tim tới trái tim mà thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt những câu hỏi dựa trên sự tu học. Chúng ta sẽ không hỏi những cái lý thuyết. Ví dụ như là tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế là gì? Những thứ đó chúng ta có thể về hỏi ông Google. Có thể là xúc tích và ngắn gọn hơn, nhanh hơn. Thời gian rất là quý báu nha. Thành ra những câu hỏi nên đặt dựa trên sự tu học mà thôi. Thì không biết là ở trong thính chúng mấy em nhỏ có mặt ở đây hay không à? Chương trình Children Program có đây không? Chắc đi chơi ngoài vui hơn rồi. Thầy bắt đầu mình ưu tiên cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ, mấy em teens có mặt đây không? Đi chơi luôn rồi. Rồi bây giờ như vậy thì mình ưu tiên cho những người wake up, những người trẻ lên trước. Người trẻ lên trước. Rồi xin ai mạnh dạn cứ lên. Đây là cái ghế ngồi sát bên, ghế bên đây. Và khi mình lên mình ngồi, mình sẽ nghe một tiếng chuông thỉnh. Rồi cái microphone sẽ được truyền tới cho mình. Mình sẽ tự tốn, từ từ mình đặt câu hỏi. Kính bạch sư thầy và các đại chúng ạ. Con tên là Lương Thị Mai thì mới nhận được tên nên là chỉ mới nhớ tên mình được hôm nay là Quảng Phương ạ. Con là một người có một cái câu hỏi xuất phát từ trái tim của mình. Thì con nghe thế thì con rất là mong muốn nên hỏi một câu hỏi mà thật ra thì các cụ có nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Điều mà con trăn trở nhất là mai đó là làm thế nào để xưng hô cho đúng. Cái căn nguyên cơ bản của một con người là phải học ăn và học nói. Học ăn thì mình có thể tu tập và mình học dần. Nhưng mà học nói thì con rất là kính mong là buổi vấn đáp ngày hôm nay để cho con hiểu các cái xưng hô, các cách nói. Bởi vì nếu như mà không biết xưng hô, không nói thì sẽ không học được những cái trí và tuệ của làng Mai. Cái điều đấy là con trăn trở nhất. Và đấy là điều mà con cũng biết rằng là rất nhiều bạn ở quốc tế, rất nhiều bạn ở trong nước trẻ nếu hiểu ý nghĩa sâu xa của câu đấy. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Pháp Khâm xin được phép trả lời cái câu hỏi này vì nó có cái tính cách là vừa là cách xưng hô nhưng vừa tỏ cái sự kính trọng. Mà ngoài ra cái cách mình xưng hô đó thì nó cũng nói lên được cái qua cái mình xưng hô đó, nó cũng nói lên cái sự thực tập của mình.
Người Việt Nam mình á, thì có cái thói quen là hay nhận bà con. Thật ra cái chữ mà anh với tôi á, là nó không có mặt trong cái mối liên hệ mình gọi là của người Việt Nam mình. Dù ai với dù á, thì là bên tiếng Pháp, tiếng Anh nó nhiều hơn. Mình vừa mới gặp ai một cái là mình nhận được liền. Giống như mình nhìn một cái bác nào đó đi, mình coi thử, mà thường thường cái mối liên hệ đó nó được dựa trên trong gia đình của mình. Ví dụ như mình thấy mà lớn hơn ba mình đó, mà bên Nam đó, là mình gọi là thưa bác. Mà thấy nhỏ hơn ba mình là mình kêu là chú liền. Còn lớn hơn tụi mình thì anh là chị, còn nhỏ thì xem là em. Đó cái tình gia đình đó. Là ít khi mà anh với tôi lắm, tôi với anh đa số là làm việc. Mà trong công sở cũng vậy đó, nhiều khi anh với tôi cũng không có, sếp không biết sếp phải không, không đi làm ở Việt Nam như thế nào. Không biết mình gọi là sếp là gì, sếp hay là thưa bác, thưa chú phải không, cũng không có rõ. Nhưng mà mình phải hiểu văn hóa Việt Nam á, là mình nhận diện theo cái mối liên hệ gia đình. Thưa bác, thưa chú, thưa ông, thưa bà. Còn nhỏ bằng tuổi mình thì là con. Vậy thì khi mà mình xưng với gặp quý thầy, quý sư cô á, thì trước hết là những vị thầy, sư cô là những vị thầy tâm linh. Mà thầy thì mình được học là ở ngoài đời, thì lúc mình đi học tiểu học, thưa thầy, thưa cô, là con, thì cái cách mà đúng mà khi mà thưa quý thầy, quý sư cô là thưa thầy, thưa sư cô và xưng là con, cái đó là cách hợp nhất. Quân, sư, phụ mà. Đó là cái văn hóa của Đông Phương. Thì đều có một số nhiều cái chưa có quen. Thưa thầy, thưa sư cô, nhưng lại xưng là em. Thì chưa quen thôi. Cho nên thì đối với các thầy, các sư cô thì thưa thầy, thưa sư cô và xưng là con. Rồi có những vị lớn. Giống như là ở đây mình có Hòa thượng, đạo trưởng. Thường thường các vị lớn thì mình không có xưng tên ra. Giống như Hòa thượng, đạo trưởng, tổ đình chùa Hoằng Pháp, tổ đình Hoằng Pháp, rồi thầy trụ trì. Thì mình gọi là cái vai trò thầy trụ trì. Mình cũng ít khi xưng tên. Ví dụ như là còn khi xưng tên mà người lớn ấy, thì nếu mà xưng cho đúng cách xưng tên là kính bạch Hòa thượng, đạo trưởng trước chân sau tính của tổ đình Hoằng Pháp. Đó là các vị chức trọng. Còn ví dụ như là trẻ trẻ thì thầy trụ trì, thầy trụ trì Thích Tâm Trường, nhưng có cái chức vụ trước đó. Còn các ví dụ mà không có chức sắc trong người thì cứ gọi là kính thưa thầy, rồi xưng tên kính thưa thầy Thích Chân Pháp Khâm, thầy Pháp Nguyện, sư cô Lộc Nghiêm, sư cô. Nhưng mà thường thường thầy với sư cô là cũng đủ. Khi mà có nhiều thầy, nhiều sư cô quá không biết gọi tới ai đó, thì mình xưng tên cho nó dễ nhận diện. Thì mình là tiên học lễ trước hậu học văn mà. Nên khi mà mình gọi cho đúng như vậy là nó sẽ giúp cho mình. Rồi còn khi mà quý thầy, quý sư cô mà xưng lại đó, thường thường là mẹ của mình thì cũng nói là bác, nhưng cũng xưng là thầy. Và các bác tuổi mẹ của mình, mẹ của quý thầy, nhưng mà cũng xưng là thầy và xưng là gọi lại là con. Thì còn quý thầy mà lớn thì quý thầy mà nói thì bác, nhưng mà cũng gọi là thầy như thường. Thì đó là một cái cách mà mình ứng xử trong thiền môn. Ở ngoài Bắc thì nó khác, nhưng mà mình nói thì nói chung thì gọi là mình xưng là quý thầy, quý sư cô là hợp và an toàn nhất. Mình đâu có biết là
vì đó là hòa thượng hay là thượng tọa hay là đại đức đó, nhưng mà chữ thầy là nói đã đủ, nói lên cái sự kính trọng rồi. Thì đó là những cái hướng dẫn căn bản để cho chị biết cách xưng hô. Con viết một cái mail, thì trước nay con rất là tự tin. Con cũng xin phép giới thiệu là con cũng làm việc cống hiến gần như là trọn đời tuổi trẻ của mình ở VNPT. Nên là qua các hành văn, đặc biệt là các hành văn trên văn bản hoặc là trình các văn bản ra quốc tế, thì con cũng rất là tự tin. Nhưng mà khi con nhận cái mail của sư thầy, sư cô hoặc ai gửi là con không biết kính thưa như nào hoặc như nào đó, không phải là mình thiếu cái tự tin, mà mình rất là muốn tròn vành rõ chữ. Mình vẫn là trong sáng từ tiếng Việt, nhưng thể hiện cái văn hóa. Mình phải biết kính trọng thì mình mới đi xin và mình mới đi thưa, mình mới đi gửi. Đấy là cái căn nguyên cơ bản. Về khi con cũng không ý định là lên vấn đáp hỏi đâu ạ. Đối với con ấy, là con thấy cái chữ câu của thầy có nói là từ tâm, từ trái tim của mình. Con rất là xúc động và con muốn hỏi. Bởi vì nếu những cái nhỏ mà chúng ta không chỉn chu, khi mà các có thầy ở đây thì chúng ta nên hỏi để chúng ta biết. Không thì chỉ bằng một cái dòng mail, mình mất đi một cơ hội để mình làm việc với những người có tầm ảnh hưởng thế giới và trong nước. Họ sẵn sàng phát nguyện xây chùa. Nên là dù nhỏ, dù lớn hay bất kỳ một điều gì, điều đầu tiên của con đó là học để hiểu, chứ không phải để mình làm một điều gì quá to tát. Ngày hôm nay con thấy là việc từ tâm của mình nó được phát nguyện và con thấy là mãn nguyện với cái việc câu hỏi của mình ạ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị. Dạ, con xin chào quý thầy và các bạn đồng tu. Tên là Tú. Pháp danh của con mới được nhận đó là Tăng Ân Niệm. Thì đầu tiên nó là một lời cảm ơn. Cái cơ duyên để con biết tới cái khoa tu này là từ những cái người bạn của con ở bên Tăng Hơn Sóng Trăng. Sóng Trăng là một Tăng Hơn ở ngoài Hà Nội. Thì đó là một cái cơ duyên rất là lớn. Và khi mà nhìn các bạn tổ chức những cái buổi mà bạn mà đồng tu cùng ngồi với nhau ở tại Tăng Hơn Sóng Trăng, thì đó là một cái con nghĩ là đó là một cái con rất là đáng học hỏi. Và lời thứ hai là con cảm ơn quý thầy, quý sư cô đã có mặt ở đây và chùa Hoằng Pháp đại diện. Con thấy thiệt là khi mà lần đầu tiên con bước vô thiền đường thì đầu tiên có thấy bị choáng bởi vì sao? Đúng là câu bài hát là ai nói đi tu là khổ, đi tu xuống lắm nha, xuống quá rồi mới làm phà màn hình lét. Con không biết là cái này mà nội mà thuê hội trưởng Hoài á thì chắc mọi người chắc cũng có thể nhẩm tính được cái số tiền có khoảng nhiều ha. Đó thì khi mà nói là đi tu là khổ, đi tu sướng lắm nha, thì thật ra con phát hiện có một điều vui đó là mọi người hình như là bị sợ sướng. Ta dù mình có thể thấy được điều này, tại vì rõ là để có được ngày hôm nay thì mình cũng phải cảm ơn rất là nhiều với lại những cái ân nhân, những người đã có đầy đủ và giàu có để có cái dư đủ cái sự dư giả để mà mình có thể cho đi một cách tự nhiên đó. Thì giờ thì quanh lại cái câu chuyện là giàu có và thịnh vượng. Tại vì mấy ngày qua thì nhiều cái chuyện đẫm nước mắt đó, nó diễn ra rồi, cho nên bây giờ thì có một cái mà con cũng hơi thắc mắc xíu, đó là có tại vì con cũng là dân thuộc hệ tâm linh, cho nên con cũng có thử nghiên cứu. Con thấy có hai luật mà nó hơi bị ngược nhau tí xíu, đó là luật nhân quả với lại luật hấp dẫn. Câu hỏi của anh là luật nhân quả và luật hấp dẫn.
Dạ. Thì cái mà con thấy á, thì khi mà mình luật nhân quả thì tức là mình gieo duyên nào thì gặt quả đó. Rồi còn luật hấp dẫn là tức là mình thu hút những gì mà mình tới với mình. Nhưng mà vậy thì có một cái con tự nhiên con đặt ra đó là thứ nhất là mình vậy thì cái điều vậy thì nếu mà gieo nhân nào gặp quả đó đúng không, vậy thì mình có dám gọi là thu hút những cái thứ gọi là nó làm gọi là nó cho mình cái sự nó cho mình bớt khổ đi mà mình trở nên giàu có hơn, tại vì con nghĩ là mọi người sợ khổ là bởi vì mọi người sợ trả cái quả của cái việc mà mọi người sử dụng về cái luật nhân quả đó. Đó thì với lại con biết là cái sự giàu có bền vững thì ngoài mặt tiền bạc ra thì những cái trụ cột nào mà nó xây dựng nên được một cái sự thịnh vượng thực sự của một con người. Hay quá, thầy cảm ơn em. Yeah. Bây giờ nói tóm lại ha. Nói tóm lại là vấn đề luật nhân quả và luật hấp dẫn, phải không? Bây giờ mình không nói chi xa xôi, mình nói chuyện gần gần đây thôi. Gần nhất là trong khóa tu này nha. Để trước khi quý thầy hoặc sư cô trả lời câu hỏi của em đó, em chỉ cần cho thầy biết ngắn gọn thôi. Trong 4 ngày qua, trong cái khóa tu này, điều gì làm hấp dẫn cho em? Điều gì làm hấp dẫn với em hả? Em thấy tất cả mọi thứ xung quanh em đều hấp dẫn. Xin đại chúng nở hoa cho em. Trong 4 ngày qua mà em tới đây em thực tập, em thấy cái gì ở đây nó cũng hấp dẫn hết. Có nghĩa là thành công rồi đó. Nói tới luật hấp dẫn thì nó có hai phần nha. Hấp dẫn tích cực và hấp dẫn tiêu cực. Thì trong 4 ngày qua, em tới đây em thực tập cùng đại chúng. Những gì em thấy, em nghe, em thực tập, nó đều hấp dẫn cho em hết. Ví dụ như nghe một tiếng chuông, mình biết dừng lại, mình biết thở, mình cảm thấy màu nhiệm quá, hấp dẫn quá. Thì đó là một cái luật hấp dẫn tích cực tốt, tốt cho chính mình, tốt cho người khác. Rồi mình nghe những gì ai nói, ai dạy, quý thầy, quý sư cô, những bản thiền ca nó hay, hấp dẫn quá, những cái lời rất đánh động mình, thì đó là một cái sự hấp dẫn tích cực, tích dẫn lành. Và mình nên tiếp tục mình duy trì và mình phát triển cái hấp dẫn đó. Mà nếu như mà mình tiếp tục mình phát triển những cái hấp dẫn tích cực đó, những cái khóa tu này mình học được, mình về nhà mình tiếp tục mình thực tập, mình làm cho những cái sự thực tập của mình nó càng hấp dẫn hơn, thì đó là một cái sự gọi là nhân quả tốt nha. Cái nhân của mình tạo trong cái sự thực tập của mình thì chắc chắn thì cái quả tốt nó sẽ tới. Cái nghĩa là nhờ mình thực tập, mình có cái sự hấp dẫn nghe chuông, mình biết dừng lại ha, mình nghe, khi mình nghe mình để hết tâm tư của mình vào cái hơi thở của mình. Mình bám vào cái hơi thở mình để mình đừng có bị kéo, mình đừng có chạy đâu hết. Thì lúc đó mình hoàn toàn có mặt và mình an trú trong giây phút hiện tại. Thì đó mình đang tạo một cái tác nhân rất lành. Và chính cái tác nhân mình an trú được thì mình không bị lôi kéo, mình sẽ được bình an, mình sẽ được hạnh phúc. Ngay trong lúc đó, đó là cái giây phút, cái quả hiện tiền. Thì em chỉ cần biết những cái đơn giản như thế, cái lực hấp dẫn. Mình phải biết cái hấp dẫn này nó là cái hấp dẫn tích cực hay là cái hấp dẫn tiêu cực. Nếu cái hấp dẫn tích cực thì mình nên học hỏi, mình nên duy trì và mình nên phát triển ha. Nếu như mà cái hấp dẫn đó mà nó có tính chất tiêu cực thì mình nên nhìn lại ha. Mình nên nhìn lại và mình biết dừng lại và mình đừng để cho mình bị kéo theo cái lực hấp dẫn tiêu cực đó ha. Thì tất cả từ cái ý, cái thân cũng như cái khẩu của mình thì nó đi theo như vậy. Thì mỗi khi mà mình sáu căn của mình tiếp xúc và mình thấy nó có cái sự thích thú ở trong đó thì mình phải đặt cái câu hỏi
mình nhận diện, nó có cái sự tiếp xúc, nó có cái sự hấp dẫn. Trong cuộc sống, hấp dẫn là một cái điều không phải là cái điều tiêu cực lắm đâu. Mình cần có một cái gì đó nó kiểu như là nó hấp dẫn mình. Ví dụ như quý thầy, quý sư cô chọn đi tu thì thấy được cái con đường tu nó cũng hấp dẫn lắm. Hấp dẫn tại sao mà thấy là nó hấp dẫn? Là bởi vì nó giúp cho mình trở về với chính mình, thấy được chính mình, chuyển hóa những cái khó khăn, những khổ đau của mình. Đồng thời, mình cũng cái chế tác hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và nếu mình làm được những điều đó, thì tự nhiên mình sẽ cống hiến được cho những người khác. Nhờ cái luật hấp dẫn đó mà mình biết có cái gọi là có cái động lực để đi tới, để đi tiếp. Thành ra khi mà mình thấy cái gì đó hấp dẫn, thì mình đặt cái câu hỏi, cái này là tích cực hay là tiêu cực? Tích cực nó có giúp được mình, nó có giúp được cho người khác hay không? Và những cái gì mà nó tích cực giúp được mình hay giúp được người khác thì chắc chắn rằng là cái quả nó sẽ theo sau. Rồi, cảm ơn em đặt câu hỏi. Dạ, con kính chào quý thầy và quý sư cô ạ. Con kính chào đại chúng ạ. Con là Ngân, con ở gia đình im lặng thấy rõ. Và trong cả cuộc đời đi học và đi làm của con thì con không bao giờ nghĩ rằng là lần đầu tiên con public speaking thì nó sẽ là ở khóa tu ạ. Nên là hôm nay nếu như mà con có nói hơi khó hiểu một xíu thì mong đại chúng cũng như là thầy, quý thầy, quý sư cô có thể hoan hỉ ủng hộ cho con với ạ. Dạ, hôm con là một người mà cũng rất là cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hết sức có thể, cũng như là bao đại chúng cũng như thầy sư cô ngồi đây. Và con cũng đã nhận được cái thông điệp của thầy ngày hôm qua là mình không phải là Bụt, nên là cho dù mình đã thực tập im lặng này, mình thực tập lắng nghe này, tuy nhiên là nếu như mà mọi thứ nó đã quá cái sự kiểm soát của mình rồi, cũng như là quá cái mức giới hạn chịu đựng của mình rồi, thì mình nên cho thời gian nghỉ. Trong những cái mối quan hệ khác, ví dụ như là đồng nghiệp này, hay là bạn bè, hay thậm chí là người yêu, thì mệt quá, ví dụ là con cố gắng quá thì con có thể đổi chỗ làm, cố gắng quá mà không được thì con có thể đổi người yêu. Hay là thậm chí là cố gắng quá mà không được thì mình có thể cho người bạn mình có, và mình có một thời gian nghỉ với nhau. Tuy nhiên là chỉ có một mối quan hệ duy nhất mà con không thể nào có thể cho thời gian nghỉ được, đó chính là mối quan hệ của con và ba con. Thì bố con thì ở đây thì có cháu của con cũng đi tu cùng. Thì cả gia đình con đều biết rằng là bố con là người nóng tính nhất nhà. Và điều đấy cũng là bởi vì bố con là một người có rất nhiều trách nhiệm, không những là ở chỗ làm và cũng là ở trong gia đình nữa. Thế nên là đó cũng là một phần khiến cho sự nóng tính của bố con hơi mất kiểm soát một xíu. Thì trong cái quá trình mà con thực hành tu tập với cả gia đình con thì con cũng có một số cái thực tập, như là ví dụ như là bố con nóng tính quá chẳng hạn, thì con sẽ hơi làm nũng bố con một xíu, tức là tận dụng cái quyền hạn của một đứa con gái ạ. Thì con sẽ bảo là ô sao bố lại mắng con đó thì, hoặc là con sẽ nhờ mẹ con để nói chuyện với bố con. Tuy nhiên thì con thấy rằng là cái sự thực tập đó nó chỉ có thể giải quyết được cái bề ngoài, bề nổi của vấn đề thôi. Ví dụ như là đúng cái lúc đó thì có thể là giải quyết được, nhưng mà về lâu về dài thì con vẫn thấy là bố con có rất là nhiều cái sự nóng tính. Thì con đang muốn tham vấn thầy, quý cô là không biết là con nên tiếp cận cái vấn đề này với bố con như thế nào để về lâu về dài thì bố con có thể bớt nóng tính hơn, và điều đó nó sẽ không những là tốt cho mối quan hệ của cả gia đình mà còn tốt cho cái cho sức khỏe của bố con nữa, vì bố con bị huyết áp cao ạ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Sakya Mâu Ni. Con kính bạch Hòa thượng đạo chủ, kính thưa thầy chủ trì, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Cảm ơn em đã đặt một câu hỏi rất là thực tế, và cái câu hỏi này nó không chỉ là xảy ra trong gia đình của em, nó cũng có thể nhờ cái câu hỏi này mà rất là nhiều gia đình khác cũng có cái cách hành xử thích hợp để cho gia đình mình có thêm cái sự hiểu biết và thương yêu. Thì
mình không có chờ đến lúc mà ba mình nóng, mình mới nói cái chuyện này. Và mình thấy em là một người rất là khôn khéo rồi, biết lợi dụng cái quyền hạn con gái của mình để mà làm nụng với ba để cho xoa dịu cái đó. Và mình thấy là em nhìn nhận vấn đề rất là thực tế, cái đó nó chỉ giải quyết cái lúc đó thôi, còn về lâu về dài, tại vì cái bao nhiêu cái sự nóng tính đó, giống như em cũng đã nhận ra rằng là nó từ cái công tác của ba em trong công ty, từ công việc, rồi làm ba trong gia đình là người phải gánh vác, người phải chịu trách nhiệm rất là nhiều, cho nên đôi khi nó dồn lại và nghĩ là mình là người có quyền được làm cái chuyện đó. Nhưng mà mình biết là cái lúc đó em xử lý như vậy rất tốt rồi, nhưng mà em nhớ thêm rằng là đâu phải lúc nào ba cũng nóng, cho nên em tiếp tục, mình nghĩ là em nên tiếp tục sử dụng quyền hạn là con gái của mình cho những cái lúc mà ba mình không nóng, trong những cái lúc mà gia đình mình có những cái giờ ngồi với nhau á, tâm tình với nhau, hoặc là ăn cơm với nhau, ngồi chơi với nhau, xem tivi với nhau, những cái giờ với nhau á, mà những cái lúc mà ba đang bình tĩnh, thì mình tưới tẩm cho ba những cái dễ thương của ba, những cái điều tốt của ba, giống như là con thấy ba là con rất là biết ơn là ba có mặt đó cho con nè, và từ trước từ nhỏ tới lớn là khi nào cái chuyện gì của con ba cũng chăm sóc hết, và nhờ có ba mà con bước ra ngoài con rất là tự tin, con không lo. Thì bao nhiêu cái đó khi mà ngồi lại thì em có thể nhìn thấy được rất là rõ là ba em đã có mặt trong gia đình, là cái mái nhà, là cái nóc nhà rất là che chở cho cả nhà. Thì nhân dịp những cái lúc mà ba bình tĩnh, ba không có đang trong cái cơn cảm xúc á, thì em cứ tưới như vậy. Xong rồi có một hôm em thủ thỉ, em nói với ba là cho nên nó là nếu mà mình mà ba mà cứ như vậy hoài á, thì nhà mình sẽ vui hơn. Những cái lúc kia, lúc đó ba, những cái lúc mà ba nóng á, thì con cũng kể ra cảm xúc của mình luôn, thì những lúc đó ba sẽ lắng nghe được, tại vì ba đang có cái cảm xúc rất là ổn định và bình tĩnh. Thì mình là con của ba mà mình biết là ba mình rất thương, cho nên là mình nên sử dụng nó cho những cái lúc mà để cho ba mình có thể hiểu hơn, và có thể thấy được rằng là nếu mà ba mà tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó, ví dụ như ba cao huyết áp đi chẳng hạn, con sợ là nếu mà ba mà nóng tính đột ngột vậy thì con không có cơ hội được tiếp tục ở với ba lâu. Thì ba cố gắng làm sao, giống như là mình chia sẻ rồi, ba hỏi là ba có ước mơ gì mà ba chưa thực hiện được không, hoặc là những cái gì mà con có thể làm cho ba vui lòng hơn để ba bớt nóng lại. Thì mình bắt đầu từ mình á, thì mình mở lòng ra, mình thưa với ba như vậy, thì là ba sẽ có cơ hội nói ra. Và ba cũng hiểu được là, ba bình tĩnh thì ba sẽ hiểu được là những cái lúc kia là ba không phải rồi. Cho nên là có thể ba sẽ không có xin lỗi mình, không có thể ba cũng ngại, ba không có xin lỗi, hoặc là ba không có nhìn thấy, nhưng mà chắc chắn ba sẽ hiểu được. Và một cách nào đó, từ từ thì ba sẽ tự thay đổi. Dạ. Cho nên là em đã rất là làm rất là tốt rồi. Cho nên là chúc em tiếp tục làm cái hàng, giống như là để kết nối gia đình thêm và tưới tẩm thêm những cái hạt giống tốt cho ba, cho mẹ, và bày tỏ cái lòng biết ơn, cái sự trân quý của mình với ba, với mẹ, thì là để cho ba có cái cơ hội được chuyển hóa và gia đình có nhiều hạnh phúc. Cảm ơn em. Mô Đà Bùi à, Mô Phù Đài à, kính mật sư ông, kính thưa các sư thầy và các sư cô à, kính thưa đại chúng. Cha con mất năm con 2 tuổi. Năm con lên 10 tuổi thì ý là năm sau đó thì con sống dưới bà ngoại với ông ngoại, thì cái khoảng thời gian đó rất là tươi đẹp. Tuy nhiên
lên năm con 10 tuổi thì con chuyển ra ngoài phố sống với bà, sống với mẹ. Thì cái khoảng thời gian sau đó nó rất là tệ và con bị bắt nạt. Và ý là con tưởng cái nỗi đau nó đã đi qua rồi, nhưng mà khi mà càng lớn lên và khi mà càng tiếp xúc, càng va chạm với nhiều mối quan hệ thì con thấy cái nỗi đau nó lại trỗi dậy. Và khi con đào sâu hơn thì con thấy nó là cả một cái sự thiếu thốn tình cảm của cha. Tại vì con nghĩ nếu như mà có cha ở đó thì có thể là cha sẽ bảo vệ và cha sẽ che chở cho mình. Thì con nghĩ là nếu như mà mình kết nối lại với cha thì có thể là mình sẽ nhận được cái tình yêu thương gì đó của một cái sự tính nam nhiều hơn, và mình sẽ được cảm thấy được che chở và được bảo vệ. Tuy nhiên thì làm sao để mà có thể kết nối lại với một người đã mất? Thì sư ông cũng có nói là hãy nhìn sâu vào bên trong, hãy nhìn vào cái bàn tay, thì con có thể thấy đó là biểu hiện của tổ tiên, của cha, của mẹ. Và con thậm chí cũng mắc kết nối với lại mẹ con luôn. Và hai mẹ con rất là khác nhau. Về mặt ý thức thì con vẫn biết là mẹ đã hy sinh rất là nhiều cho mình, và mẹ đã chăm sóc mình rất là nhiều. Tuy nhiên thì sâu bên trong con thấy cái tình yêu thương nó chưa có đủ nhiều. Và con đôi khi con tự hỏi là không biết mình có phải là mình không có tình yêu thương hay không. Con không thể nào, ý là đôi khi mà mình nhìn những cái hy sinh đó mình vẫn có yêu thương, nhưng mà cái tình yêu thương đó nó trồi lên một cách rất là đột ngột ở cái thời điểm đó. Còn cái khoảng thời điểm sau đó thì mình lại quên mất và mình không còn nhớ nữa. Thì con muốn hỏi là làm sao để mà có thể kết nối lại với cha một người đã mất và với mẹ con ở thời điểm hiện tại ạ? Cảm ơn. Không nghe cái này thì cũng thấy hơi lạ lạ chút. Bởi vì người ta thường có nói là mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ thì lót lá mà nằm. Có nghĩa là khi mà mồ côi cha đó thì mẹ chăm sóc con rất là kỹ. Còn mồ côi mẹ đó thì cha thì thường thường là cái việc nuôi con nó không có được giỏi, bỏ bê con lót lá mà nằm thôi. Thì chắc nó có cái lý do, nó có lý do nào đó. Thì trước hết là mình ở được với bà ngoại, ông bà ngoại từ 2 tuổi tới 10 tuổi. Trong thời gian đó thì chắc mẹ có cuộc sống của mẹ. Mẹ có lập gia đình không? Ở thành phố. Rồi gửi tiền về cho ông bà ngoại. Thì mẹ đã hy sinh để mà có tiền gửi cho ông bà ngoại ở quê nuôi giùm mình. Thành ra là trong cái lúc mà ông ngoại bà ngoại nuôi mình đó, là có mặt của mẹ mình rồi. Mà thỉnh thoảng mẹ cũng về thăm chứ. Nó có một cái sự thật nó như thế này, và qua một cái quá trình nghiên cứu á, họ nói là trong một cái quốc gia mà đang có bị chiến tranh và cha mẹ đó thường có cái khuynh hướng là gửi con cái tới cái chỗ nào hòa bình. Ví dụ như là cái vùng A đang có bị chiến tranh, rồi cha mẹ mới gửi con tới vùng B để ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại nuôi. Và một cái có thể gia đình có 5 đứa con thì gửi 3 đứa, còn 2 đứa ở lại với mình. Thì một thời gian sau hết chiến tranh để hòa lại với nhau thì người ta mới thấy là
những đứa bé mà ở lại với cha mẹ đó, mà không có đi tản cư đó, thì nó kết nối với cha mẹ dễ hơn. Còn mấy em đi xa ở được bình an á, thì nó không có được kết nối giống với cha mẹ giống như mình. Thì cái đó là nó một cái ảnh hưởng về cái đó rồi. Cho nên mình không thể nào trách mẹ mình được. Và đây là cái quá trình người ta nghiên cứu rõ lắm, rất là rõ. Vì khi mà có nhau đó, có trùng trải qua những cái giai đoạn đó đó, thì đứa con nó gắn bó với cha mẹ mình hơn. Và có thể đứa con ở vùng ghê được yên, được sự yên ổn, được sự hòa bình, nhưng nó là mất đi cái sự gắn bó với cha mẹ mình. Thì cái điều đó là nó về vấn đề tâm lý rồi. Thành ra đừng là không chưa chắc là mình gọi là mình cha mẹ nghèo gửi con đi chỗ này chỗ kia được để cho nó tốt hơn á, là một cái giải pháp tốt đâu. Ta nghiên cứu rõ lắm. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải lo cho con chứ. Ở đây thì mình không có nuôi được. Ngày làm việc tối có tay gì đó đã bị rồi, cả ngày cả đêm rồi. Như vậy rồi, ví dụ như mẹ đi làm công nhân đi, mẹ phải làm 2 ca, thì làm sao mà có thời giờ chăm sóc con được. Thật ra gửi về ông ngoại bà ngoại nuôi là đúng, thì như vậy mới nuôi con được. Khi mình hiểu như vậy đó, thì mình không thể mình có tình thương với mẹ mình nhiều hơn. Ta nói là phải đặt cái chân của mình đó, trong đôi giày của cái người đó, thì mình mới hiểu được cái người đó. Chứ còn không thì mình chỉ nói là mẹ, trong thời gian 10 năm qua, mẹ 8 năm qua mẹ không có nuôi con, mẹ giao cho ông ngoại bà ngoại, mẹ không chăm sóc con. Thế nhưng mà cái sự thật là không có cái bà mẹ nào mà muốn xa con hết. Đó là một cái sự thật. Vì cái trường hợp nào đó thì mới xa con. Ra mấy cái người mà vợ chồng ly dị đó, cái người mà giành quyền nuôi con nhiều nhất là mẹ thôi. Mẹ có giành quyền nuôi con cho được. Còn ông đi lấy vợ khác không biết, nhưng mà tôi phải nuôi con. Thì là mẹ, người mẹ nuôi con thì mình phải hiểu như vậy chứ. Có thể là mình cần phải kết nối với mẹ nhiều hơn, thay vì là mình kết nối với ba của mình. Ba mình đã mất rồi, ba mình lúc mình mất mình, lúc mình 2 tuổi mà. 2 tuổi thì nói chung mình cũng có thể được sự chăm sóc. Lâu lâu ba tới hôn cái rồi ôm rồi ru ngủ gì chút chút vậy thôi. Nhưng mà về 2 tuổi thì về cái nhận diện đó thì nó ít hơn là mẹ. Con nít đó, nó mới sinh ra đó, nó không có thấy mặt rõ mẹ nó đâu. Nó hửi. Nó thấy mặt là nó hửi được mẹ nó, cái mùi của mẹ nó. Là nó đang được bồng như vậy mà nó hửi hửi mùi không phải là nó khóc rồi. Nói chung cái mắt nó nhìn không có rõ. Thì bây giờ mình kết nối với ba được cái gì bây giờ? Ba cái hồi 2 tuổi mình cũng chưa có nhiều cái gắn bó. Thì ở đây đó cái chính là mình cảm thấy cái sự không có kết nối giữa mình với mẹ là cái chính. Mình hỏi xem mình đang bị thiếu những cái gì. Có thể về mặt vật chất thì mẹ mình lo cho mình đủ, ví dụ như vậy. Nhưng mình thiếu cái sự thông tin, cái truyền thông. Mà chưa chắc những gia đình mà có cha có mẹ không có bị những trường hợp nào phải gửi về bà ngoại, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nuôi mà có sự truyền thông đâu. Chưa chắc. Ra sư ông có dặn là cái sự, cái hạnh phúc của cha mẹ là cái gia tài lớn chức để lại cho con cái.
Nhiều khi cha mẹ cãi nhau, sống với nhau như vậy mà con cái còn không có kết nối được. Thì cái điều của mình là mình đừng có nghĩ là cái bờ cỏ, cái sân cỏ của bên nhà kia nó là xanh hơn cái nhà của mình. Chưa chắc là những người mà có cha mẹ đầy đủ, không có xảy ra trường hợp giống mình mà có cái mối truyền thông tốt đâu. Mình nói đây là không phải là mình so sánh để mình thấy có người kia khổ để cho mình bớt khổ, không phải. Đây là một cái thực tế, một cái thực tế rất là rõ ràng. Vậy thì có cha có mẹ đầy đủ, cha mất, ông nội, ông ngoại, bà ngoại nuôi, mẹ không có dịp. Thế bây giờ mình phải kết nối lại truyền thông. Chính ra đó, trong cái thời gian mà ở với ông ngoại, bà ngoại đó, nếu mình kết nối được với ông ngoại, bà ngoại thì mình kết nối được với mẹ. Vì ông ngoại, bà ngoại, mẹ là bản sao của ông ngoại, bà ngoại mà. Nếu mình kết nối được với ông ngoại, bà ngoại là mình kết nối được với mẹ. Thì không biết là trong thời gian với ông ngoại, bà ngoại mình có kết nối được với ông ngoại, bà ngoại như thế nào hay không. Nhưng mà không được biết là ở Việt Nam mình thì có rất nhiều trường hợp ông nội, ông ngoại, bà ngoại nuôi con dùng cho con của mình. Bởi vì con mình phải đi làm ăn mà, đi xa mà. Giống như có những người từ ngoài Bắc này vô đây làm rồi gửi lại con ở ngoài kia, rồi đến Tết mới về, xảy ra nhiều. Vì trường hợp của mình nó không phải là trường hợp đặc biệt đâu, nó xảy ra nhiều lắm. Ra nhiều cái thành phố, nhiều cái làng, bây giờ chỉ có là người già với trẻ em thôi, còn người cha mẹ thì đi làm hết. Mình hiểu rõ những cái đó đó, để mình thông cảm. Đừng có trách, đừng có trách là mẹ mình. Và đến lúc này đó, mình lớn rồi mình có thể nói được. Có bao giờ mình có thể ngồi, con gái thì hay thủ thỉ. Có nhiều cách lắm, có nhiều cách mà có thể nói chuyện với mẹ. Nhưng mà cái điều mà đầu tiên là mình phải biết lắng nghe. Mình tìm hiểu trong cái thời gian mình ở với bà ngoại, ông ngoại đó, mẹ mình trải qua những cái khó khăn gì. Vì sao không có nuôi được mình? Nhiều khi phải ở nhà trọ với 3-4 người mà làm sao mà nuôi được. Thì trong thời gian có những cái khó khăn gì hay không? Mà vì sao mà trong thời gian đó, mà lúc mà gặp bà được mẹ thì thay vì mẹ thương yêu thì mẹ lại hay trách, hay la. Không có cái gì mà không có lý do hết. Có gì đó nó xảy ra thì mình phải hiểu. Ngày xưa có cái ông vua ở bên Anh đó, hồi là còn làm hoàng tử thôi, hồi nhỏ là cứ bị ba má, cứ bị ông cha của mình đánh hoài. Và khi mà lớn lên đó, khi mà còn nhỏ đó, ông nói là sau này tôi lớn lên là thưa không bao giờ đập con tôi. Mà lớn lên nó làm y hệt. Mà vua đó nha, thái tử đó, bị cha đập riết. Thì mẹ chắc cũng có những cái lý do nào đó. Pháp Khâm chỉ kể cho một cái trường hợp là trường hợp của mẹ Pháp Khâm thôi. Ông ngoại rất là nghiêm. Mà theo kiểu ngày xưa á, con có lỗi hay không có lỗi gì đó mà cứ đến tuần là nằm xuống lấy roi quét. Lấy roi quét. Trai gái từ đầu đến ra là sau này cái đó nó truyền tới cho con trai trưởng là anh của mẹ Pháp Khâm. Cậu đến theo mẹ Pháp Khâm á, cũng dạy con bằng cách đó. Thì đến lúc mà chị gái khoảng 8-9 tuổi đó, thì mới nói là con đâu có lỗi gì đâu mà mẹ đập con. Thì mẹ đánh con á, thì con sẵn sàng con chịu, nhưng mà con bị cái lỗi gì mà mẹ đánh con? Thì tao đâu biết đâu, ngày xưa ông ngoại dạy mẹ vậy thôi, bây giờ mẹ dạy con kiểu đó thôi, sao vậy? Nói như vậy đó.
nó có những cái tập khí. Mà nhờ mẹ nói cái đó ra thì bác Khâm mới hiểu thôi. Tại ra ngày xưa mẹ mình cũng làm như vậy à. Mà bác Khâm là được cưng lắm, mà mình đâu xảy ra được hợp với mình đâu. Tại ra là chị mình lãnh đòn cho mình rồi, thấy không? Thật ra là thôi mình chịu khó mình tìm hiểu. Tìm hiểu với mẹ đi, chắc mẹ sẽ có nhiều chuyện để mà kể lắm. Nhưng mà kết nối với ba thì thầy nghĩ là ba có mặt trong mình rồi. Mình mong muốn ba để ra bảo vệ mình, để thay vì an ủi mình đó, là một cái phương pháp để mà nhất thời thôi. Cái người bảo vệ mình phải là mẹ mình. Và cái người bảo vệ mình trước hết là chính mình đó. Rồi nhiều khi mẹ thương mình, mẹ cũng la mình chứ. Không phải không la đâu. La rồi nương tựa vào đâu? Mình phải quay về với hơi thở và bước chân của mình, phải quay thở với cái tiếp xúc, với cái cảm thọ, những cái cảm xúc của mình. Còn nếu mà còn chưa kết nối với mẹ thì thầy đề nghị về nghe bài hát Gánh Mẹ. Cho con gánh mẹ một lần. Vì sao? Như là mẹ đã một đời gánh con. Bác Khâm đã gửi những cái bài đó cho những bà mẹ mà không thương con được. Nói con nó không thương con. Thầy ơi, không phải nói mẹ, con nào mà không thương con mẹ. Nghe bài hát này đi, nghe bài hát đó xong thôi, không nói gì nữa hết. Mẹ nào là không thương con? Là mình ráng mình tìm hiểu ha. Và tiếp xúc với mình, tiếp xúc với mẹ, thì ba mình có mặt trong đó. Nè, tình cha mẹ, tình cha con, tình mẹ con. Không có con á, thì không có cha. Không có con sao có cha được. Tình cha con mà. Không có mẹ, không có con là không có tình mẹ con. Thì bây giờ mình có mẹ, có con rồi đó. Thì mình ráng mới thiết lập cái tình mẹ con đó. Cha con bây giờ đã mất rồi, nên vẫn còn hiện diện trong mẹ. Bởi vì mẹ với cha là vợ chồng. Thì có cha con trong mẹ con đó rồi, tiếp xúc thì mình sẽ thấy. Nhưng mà cái điều mà người có thể mà hỗ trợ mình nhiều nhất bây giờ chính là chính mình. Và mình tiếp xúc với mình đó, thì mình sẽ thấy ba mình trong đó. Sao vậy? 50% DNA của mẹ, 50% DNA của ba đã ở trong mình rồi mà. Và có thể những cái tính tình mà con đang có đó là của ba con trong đó luôn đó. Có nhiều cái mà mình không có biết. Nó như thế này. Có những cái người mà bị gọi là xin thụ thai nhân tạo đó. Xin thụ thai nhân tạo đó. Và được một người nào đó cho tinh trùng. Thì không biết được người cha của mình là ai. Nhưng mà tự nhiên á, thấy người cha ruột với mẹ của mình nó không có cái tính này. Nhưng mình lại có cái tính này. Sao lại mới hỏi ra mới biết. Mẹ nè, con có phải là ba này, có phải là ba của con không? Sao ba con là thích đọc truyện Kim Hiệp mà con thích đọc truyện Quỳnh Giao? Té ra đó, cuối cùng bà mẹ mới nói không. Mẹ là ngày xưa là con đi xin, mẹ đi xin tinh trùng cho thụ thai nhân tạo á. Thành ra nhiều khi á, trong con nó có cái tính của ba con trong đó rồi. Và không cần phải kiếm cách là nhìn lại là thấy mình, thấy ba mình trong đó rồi. Và cái người mà giúp mình tiếp xúc với ba mình là ai? Mẹ mình chứ ai? Mẹ này, mẹ ngày xưa ba thả thính mẹ làm sao? Là hỏi là biết được ba liền chứ có đâu sao ai biết được ba mình hơn mẹ mình được. Thì cái cách đó, thì thầy khuyên nó như thế này. Tiếp xúc với mẹ, hiểu được mẹ. Mà qua mẹ sẽ tiếp xúc được với cha mình. Và qua mình đó, mình cũng tiếp xúc được với cha mình qua những cái tính tình của mình đã biểu hiện. Và chắc chắn 50% ít nhất là tính tình của ba nó có sẵn trong đó rồi. Và mình tiếp xúc với ba bằng cách tiếp xúc với chính mình. Thank you.
Dạ, con kính thưa quý sư thầy, quý sư cô và quý vị đại chúng. Thì con xin được chia sẻ một chút câu chuyện của con, cũng như là xin lời khuyên từ các vị. Thì trong những cái ngày được tu học ở đây thì con được biết tới ba chữ là bi trí dũng. Và con rất là hoan hỷ được biết tới cái kiến thức tu tập này. Thì trong cuộc đời con cảm thấy là mình có thể có nền tảng và có thể tự luyện tập cái chữ bi và trí rồi. Nhưng mà con có một cái sự thiếu sót rất là lớn về cái chữ dũng ở bên trong con. Thì bản thân con là con cảm thấy con là một người học rất là nhanh. Và con cũng có rất là nhiều mưu cầu được thể hiện những cái năng lực, những cái học hỏi ở bên trong con ra. Một phần để mình được thỏa mãn cái tôi của mình, và cũng một phần mình đem những cái học hỏi của mình giúp ích được cho mọi người. Nhưng mà cái ngăn chặn con lớn nhất là cái sự can đảm ở bên trong con. Thì con cũng tiếp xúc rất là nhiều cái luồng ý kiến, ví dụ như là có thể là mình sợ bị đánh giá, hoặc là mình sợ mình bị vấp ngã, mình té đau. Thì thường có một cái lời khuyên chung là mình cứ cố gắng mình lờ nó đi, mình cứ cố gắng mình đi cái bước khó khăn đầu tiên nó đi thì mọi chuyện nó sẽ ổn. Nhưng mà thực tế nó rất là khó, tại vì khi mà mình lờ nó đi thì coi như là mình đang không tin vào chính mình, và mình chỉ đang làm một điều gì đó mà mình tự hiểu là nó là một cái sự giả dối. Nên là con cũng muốn học hỏi thêm là mình có một cái cách nhìn nhận nào khác về cái chữ dũng này, để mình có một cái thái độ tích cực hơn, hoặc là mình cũng có một cái phương pháp tốt hơn để mình tự thực tập. Con xin cảm ơn. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Con đặt câu hỏi hoài. Câu hỏi này không chỉ dành riêng cho kinh nghiệm cá nhân của chính mình, nhưng mà câu hỏi này có thể là tượng trưng đại biểu cho nhiều người lắm. Dũng là một sức mạnh. Muốn có sức mạnh thì phải có sự rèn luyện mới có. Không phải là tự nhiên nó có đâu. Trước tiên mình phải tập nhận diện những cái cảm xúc của chính mình, xem thử cái cảm xúc đó nó là cái nỗi sợ hay là cái gì. Cái ngôn ngữ của làng hay dùng đó là hãy gọi đúng tên của nó. Nó là gì? Nó là Trần Văn Sợ hay là nó là Nguyễn Thị Lo? Nha. Mình phải gọi đúng tên nó thì mình mới biết cách mình chăm sóc nó. Ngày xưa Pháp Nguyện rất là sợ cái độ cao. Sợ độ cao lắm. Khi mà đi đứng lên lầu 1, lầu 2 mà đứng ở gần sát mé, sợ lắm, rất là sợ. Và trong một cái thời gian mình đi tu đó, bắt đầu mình biết chăm sóc cái cảm xúc, cái cảm thọ của mình, chăm sóc để cho nó yên, nó lắng lại rồi đó. Bắt đầu cái bước thứ hai đó mà Pháp Nguyện thực tập đó là phải đối diện với nó. Trước đầu tiên khi mình chưa có đủ sức mạnh thì mình phải biết chăm sóc mình trước, chưa ra trận được đâu, phải rèn luyện mình trước. Mình có đủ sức mạnh rồi, bắt đầu lúc đó mình mới cho phép mình ra trận. Khi mà biết chăm sóc cái cảm thọ, cái cảm xúc của mình rồi đó, thì Pháp Nguyện bắt đầu ra trận. Ra trận như thế nào? Có nghĩa là mình đối diện với cái sợ hãi của chính mình. Có một hôm, Pháp Nguyện phải lên ngồi sát ở bên, nó gọi là cái cliff, cái vách núi, cái vực thẳm ở dưới sâu như vậy đó. Ngồi mà kiểu mà mình lết từ từ ra. Lết từ từ ra, rồi tới gần tới cái mét đó, và mình thả hai cái chân mình xuống. Và ngồi như thế đó, khi mà đưa hai cái chân xuống, bắt đầu là mình cảm được cái chân của mình bắt đầu nó lạnh tê buốt hết.
Và cái tê đó nó dựa trên cái sợ. À, nó sợ. Và mình cảm được cái lạnh, cái tê buốt nó dần dần nó từ dưới nó đi lên trên. Đó là quán thân trong thân. Quán thân trong thân. Thấy rõ ràng là cái sợ nó tác động tới cái thân của mình. À, và nó tê buốt dần dần. Và mình chỉ ngồi đó, ngồi cho thật yên. Rồi mình thở. Thở. Và ngồi yên như thở như vậy hơn 30 phút. Để cảm nhận cái lạnh, cái buốt, cái đôi chân. Cái bằng lúc đó là giống như là nó bị freeze luôn rồi đó. À, không mấy được. Mà ngồi có mặt với cái sợ đó. Mình tập đối diện với cái sợ. Dần dần cái sau 30 phút bắt đầu nó dịu. Bắt đầu cái mình thấy cái cơ thể của mình, cái bàn chân của mình, bắt đầu cái hơi nóng bắt đầu nó đi trên, đi xuống dưới, dần dần xuống trở lại. Thì cho tới cái lúc ngồi một hồi tới 45 phút bắt đầu mình mới lấy lại cái năng lượng bình thường của đôi chân của mình, tâm của mình yên. Khi mà tâm của mình yên rồi mình thấy à, độ cao chỉ là độ cao mà thôi. Và khi mà mình thấy độ cao chứ làm độ cao, đâu có gì đâu mà phải đáng sợ lắm. Tập như thế, không phải một lần mà tập vài lần như vậy. Rồi từ từ quen. Cái thứ hai, ngày xưa thầy cũng sợ ma lắm. Giống như hôm qua chúng ta nghe thầy Đức Tuệ chia sẻ vậy đó. Và khi ngày xưa mà khi mới xuất gia đó, Phan Phiền phải tập mình. Mỗi đêm như vậy sau cái giờ công phu của chúng á, tự mình đi thiền hành ở trong cái khu rừng. Ở phía sau chùa, à, tối, những đêm buổi tối có những con heo rừng nó chạy ột, à, cũng rung lắm á, nhưng cũng tập như vậy mỗi đêm. Rồi sau một thời gian vậy, bắt đầu mình thấy lại niềm tự tin, mình lấy lại cái sức mạnh của mình, à, đó mình rèn luyện cái dũng của mình. À, rồi khi mà mình làm được những cái điều đó đó, thì mỗi ngày mình làm chút như vậy, thì cái dũng của mình, cái hạt giống gọi là dũng cảm của mình đó, nó sẽ được to hơn một chút. Ha. Thành Pháp Nguyện chia sẻ với con chút xíu như vậy, để con có biết cái gì nó cũng phải cần rèn luyện hết. Trước tiên mình phải biết nhận diện. Nó là cái gì? Nó là cái sợ, cái lo. Cái sợ bị người ta trách móc, người ta phê phán mình như thế nào. Mình phải nhận diện được như đó. Phải làm sao để đối diện với cái đó. Ha. Mình tập. Cái gì cũng phải tập hết. Điểm thứ hai, đó là cái phần mình cần phải rèn luyện chính mình. Điểm thứ hai đó là mình chỉ có được là chính mình thì mình mới đẹp. Đó là lời sư ông Lăng Mai dạy. Hôm qua thầy có chia sẻ với các con, mỗi một người của chúng ta đều có giá trị của chính mình hết. Anh nấu ăn giỏi, chị nấu ăn ngon, nhưng tôi không biết, nhưng mà tôi có cái giá trị của tôi. Giá trị của tôi là biết rửa chén. À, thì mình phải stick với cái giá trị của mình. À, và khi mình biết cái giá trị của mình nó nằm cái chỗ nào, thì tự nhiên mình sẽ có niềm tin. À, mình sẽ có niềm tin. Và mình không cần phải so sánh với người khác. Anh giỏi phương diện đó, chị giỏi phương diện đó. Có thể tôi chưa giỏi cái phương diện đó, nhưng tôi giỏi cái phương diện khác. Tôi sẽ làm cái phần của tôi. Thật là mình nghĩ như thế, tự nhiên mình có làm tự tin của mình. À, mình làm những cái công việc gì mà mình giỏi nhất, mình tốt nhất có thể, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái. À, à, và nếu như mà một người mà được làm những cái gì mình thích, những cái gì mình làm, thì đó là một cuộc đời vô cùng hạnh phúc rồi. Nên mình không cần nghĩ ngại tới những cái gì người khác sẽ chê bai hay là trách móc hay khen ngợi gì thế mình. Trong cuộc sống, mình phải được làm mình thì mình được thoải mái, à, mình mới được hạnh phúc. Được là mình có nghĩa là sư ông dạy mình không cần phải cho người ta chấp nhận mình đâu. Mình chỉ cần mình chấp nhận mình thôi. Mình chấp nhận mình là chấp nhận như thế nào? Chấp nhận những cái mình chưa tốt và chấp nhận cái mình đã tốt rồi. Một điều mà thường Pháp Nguyện hay khuyên các bạn trẻ khi mà đi hướng dẫn những cái khóa tu cho người trẻ đó là các con chỉ tập trung vào những cái điểm mạnh của các con trước. Những cái điểm mạnh mà các con có thể phát triển được. Thì những cái điểm đó, con sẽ có cái khả năng con sẽ đi xa, đi mạnh hơn. Còn những cái điểm yếu của mình cũng sẽ phát triển, nhưng mà mình sẽ từ từ. Nha.
Tại khi một người biết cái điểm mạnh của mình đó, ví dụ như khi mình ra quân, mình biết cái điểm mạnh của mình thì mình sẽ có chiến lược, mình sẽ có niềm tin. Trong cuộc đời cũng vậy, ai cũng giỏi, ai cái gì mình cũng biết, thì ai chịu cho nổi, phải không? Mình chỉ biết vài thứ được rồi. Vài thứ mà làm cho rốt ráo, làm cho tới là được. Và chính những cái đó là cái giá trị của chính mình. Thì khi mình rèn luyện được cái đó, đó là cái dũng của tinh thần, cái dũng của niềm tin, cái dũng của giá trị. Rồi, thời gian có hạn hẹp thì Thầy xin chia sẻ cho con ngắn gọn như thế nha. Cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng quý đại chúng. Con tên là Ngọc Nhất, thì pháp danh của con là Nguyên Thiện. Dạ, dạ con xin phép ngồi. Tự nhiên con lên đây con quên rồi. Dạ, con giỡn cho vui đó, chứ con sọn nãy giờ rồi. Dạ, dạ thì thật ra là con trước tiên thì con rất là biết ơn khi mà có lẽ là một cái duyên nào đó do ông bà giảng lối, giống như là quý thầy có chia sẻ hôm qua, con có nghe. Và đây là khóa tu đầu tiên trong cuộc đời con tham dự, và cũng là lần đầu tiên con ngồi trực tiếp như thế này với quý thầy. Thì con có một cái trải nghiệm cá nhân, và con đang bị vướng mắc nó, và con nghĩ là nếu mà không giải quyết nó được thì con sẽ rất là khó để đi những cái con đường phía sau mà mình muốn. Thì cái khó khăn của con nó là, tức là trước tiên nó bắt đầu từ cái duyên mà con biết đến Phật pháp. Thì từ nhỏ thì con không có con chưa từng nghe kinh, nghe pháp, hoặc là con rất là ít đi chùa. Và đến mãi hồi năm ngoái thì con mới có duyên được tham gia những cái khóa học về phát triển bản thân, thì con bắt đầu biết đến những cái năng lượng của Phật pháp. Thì con bắt đầu tìm hiểu ở trên mạng, và con nghe những cái thuyết pháp ở trên mạng nhiều hơn, và con tự soi chiếu những cái dòng cảm xúc của bản thân mình. Thì gần đây thì bản thân con, thì con tự nhận thấy đó là con bắt đầu có những cái thành tựu nhất định trong những cái việc con làm. Và con quan sát là con thấy bản thân con có những cái tâm không tốt nó nổi lên. Cụ thể ở chỗ đó là con có hỗ trợ những người anh, con có hỗ trợ những người anh, và ban đầu thì những người anh này thì rất là khó khăn về vấn đề là công việc. Thì con là người hỗ trợ, và con hướng các anh đi theo con đường công việc giống như con vậy. Thì con ban đầu thì con hỗ trợ rất là nhiệt tình, rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà thấy từng ngày các anh đang phát triển đi lên. Và bỗng đến một ngày thì con nhận ra là anh đã vượt mặt mình rồi, và bắt đầu mình con có cái tâm sợ, tức là sợ họ uy hiếp, họ sợ họ hơn mình, giống như là hôm qua thầy có chia sẻ. Thì con nổi lên cái tâm không đẹp đó, và kiểu như con không biết chuyển hóa nó như thế nào. Thì bản thân con chỉ biết tránh nó, con không follow theo những cái quá trình của những người con support nữa. Và con cũng biết là nếu như mà con không giải quyết được cái tâm không tốt luôn của con, thì con sẽ rất là khó để con phát triển. Và nó cũng là lý do mà con bỏ hết tất cả những công việc và dự án hiện tại để con có mặt ở đây. Dạ, thì con kính mong quý sư thầy cũng như là sư cô có thể
chỉ cho con một cái phương pháp để con thực tập và con chuyển hóa cái hạt giống không tốt đó của con ạ. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, kính thưa Hòa Thượng Đạo Chủ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Cảm ơn bạn đã đặt một câu hỏi rất là chân thật. Thật ra cái tâm này giống như hôm qua mình được nghe thầy chia sẻ trong pháp thoại á, thì mình biết là bên trong mỗi con người đều có rất là nhiều hạt giống, và có hạt giống tốt đẹp giống như cái tâm ban đầu của em, là cái tâm của cái sự nâng đỡ, của cái sự giúp đỡ, của cái sự hiểu biết, của cái sự bao bọc. Nhưng mà mình biết là không phải chỉ có một mình có những cái tâm đó. Ai cũng sẽ có những cái tâm ganh tị, những cái tâm sợ hãi. Và một cái sự thực tập của Đức Thế Tôn dạy mình, và sư ông Làng Mai thường nhắc mình đó, là sự thực tập của từ chánh cần. Tức là cái gì nó thiện lành, cái gì nó tốt, cái gì nó hay thì mình làm nó thường xuyên để cho nó được phát triển, nó được nảy nở. Và những cái gì mà nó không được đẹp, không được hay, khi mà mình đã nhận ra là nó đã biểu hiện lên rồi á, nó đã tới cái phòng của mình rồi á, thì mình tìm cách tạm biệt nó, đừng tạo cơ hội cho nó tiếp tục nảy nở nữa. Trong đạo mình cái đó được gọi là ngắt duyên á, tức là đừng cho nó có cơ hội để nó phát triển nữa. Giống như nhà mình, một cái không gian trong nhà mình có những người bạn thường tới chơi với mình, ai hợp, ai cảm thấy nuôi dưỡng, ai cảm thấy tới với mình mà nuôi dưỡng cái sự hiểu biết và thương yêu, thì mình mời cái người đó tới thường xuyên hơn, mình tới giao lưu với những người đó thường xuyên hơn. Còn những cái người mà mình khi mình tiếp xúc một lần, hai lần mà mình cảm thấy người đó không có nuôi dưỡng cái sự hiểu biết, cái sự thương yêu của mình, thì mình sẽ từ từ không có kết nối với người đó nữa. Và một cái may mắn mà là mình thấy là em có cơ hội được tiếp xúc với những cái điều hay, những cái lệ phải, những cái khóa tu như thế này. Và cái nhìn thấy rõ của em là nhận diện được rằng là cái hạt giống sợ hãi đó, cái hạt giống sợ người ta hơn mình đó, nó đã có rồi. Và cái điều này á, là một cái điều may mắn. Và thay vì mình phớt lờ nó thì mình chấp nhận nó. Mình chấp nhận nó, mình tập chấp nhận, mình ghi nhận là ồ, nó đang có cái đó. Và mình sợ thì mình sợ cái gì? Mình sợ người ta hơn mình rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Mình phải tự đặt giả thiết và đưa ra kết luận. Mình phải thấy rõ là cái đó nó sẽ đưa tới đâu, và nó có đáng không. Và mình nhìn lại á, thì mình thấy là mình bắt đầu cái công chuyện đó, mình bắt đầu cái sự mời giúp đỡ đó từ cái tâm thương yêu của mình, từ cái lòng bao dung của mình. Tức là nó trong đạo buộc mình gọi là cái bồ đề tâm á, cái sự hiểu biết và thương yêu đó. Thì mình bắt đầu bằng một cái tâm rất đẹp như vậy, thì mình sẽ tự nói với bản thân mình là mình bắt đầu bằng một cái tâm rất đẹp như vậy, tại sao bây giờ tự nhiên nó thành ra như thế kia. Thì ngậm lại thì thật là đáng tiếc nếu mình không nuôi dưỡng cái tâm đẹp đó nữa, vì những cái sự sợ hãi, những cái sự lo lắng đó mà mình mất cái tâm đẹp đó thì là một cái điều vô cùng tiếc nuối. Và cái thế giới hiện tại này, giống như hôm qua mình chia sẻ rất là nhiều về cái sự tương tức á, thế giới hiện tại này họ luôn, mình luôn phải suy nghĩ đến cái win-win á, tức là cả hai bên đều cùng thắng, để cả hai bên đều cùng có lợi. Tại vì mình giúp người ta thì mình cũng đang giúp bản thân mình. Đừng vì những cái nhỏ, những cái thấy trước mắt mà mình quên đi những cái lớn. Cái này thì trong hoàn cảnh mình thể suy xét thấy rõ hơn. Nếu mà mình thấy được cái điều đó, và mình thấy được cái tâm thương yêu, cái lòng vị tha của mình nó có, thì mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó, mình sẽ tiếp tục làm những cái điều đó nữa,
để nuôi dưỡng cái hạt giống thiện lành như mình. Và một khi là mình có nó rồi, mình có đầy đủ rồi thì mình không sợ mất cái gì hết. Mình không sợ mất cái gì hết. Và mình biết là khi người đó tốt á, mặc dù người đó có cuộc sống mà, đôi khi mình thấy người đó tốt, nhiều khi người đó quay lại không có tốt với mình chẳng hạn. Cái chuyện đó là có thể xảy ra trong cuộc sống này. Thì có thể là mình chỉ ngưng ngang đó thôi. Giống như là cái mối quan hệ nó cũng ngưng ngang đó thôi. Và mình nuôi dưỡng, cũng quay về nuôi dưỡng mình và không tiếp tục cái đó nữa, để mình bảo vệ cái tâm thương yêu của mình. Và giống như thầy có nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần về cái dung lượng của mình á. Nếu mình có khả năng thì mình phải tiếp tục. Và nếu mình thấy nó tốt thì mình phải tiếp tục. Còn nếu mình thấy nó có những cái, trong cái khi mà mình đặt giả thiết, mình ngồi yên, mình thở và mình thấy rõ cái vấn đề á, mình thấy là nếu mà những cái sợ hãi đó là chỉ là về cái vấn đề là bạn ngã thôi, về cái vấn đề là người ta sẽ thấy ôi sao mình không giỏi bằng người ta, thì cái đó là mình phải để cho nó đi xuống. Mình phải tập là để cho nó đi xuống. Mình tại vì mình thấy giống như thầy vừa mới chia sẻ tức thì á, là cái gì mình có rồi, cái điểm mạnh đó mình phát triển thôi, và mình không sợ gì hết tại vì mình có rồi, mình có sẵn. Còn trong trường hợp mà người ta quay lại không có tốt với mình á, trong cái trường hợp đó thì mình ngưng lại thôi. Dạ. Và cái điều đó có nghĩa là tóm lại là mình không có cần sợ gì lắm. Vấn đề chính ở đây là bản thân mình thấy rõ cái nỗi sợ hãi đó từ đâu. Và nếu mà nó đưa tới những cái đường không tốt thì mình ngưng. Còn nếu mà nó nuôi dưỡng mình á, thì mình tiếp tục. Dạ, mình tiếp tục giúp đỡ, mình tiếp tục mà giang tay ra, mình tiếp tục làm cho thế giới này đẹp hơn. Còn nếu mà mình thấy không được thì ngưng lại. Và một cái điều quan trọng nữa là khi mà mình để thời gian mà lo lắng cho chuyện đó, thay vì vậy thì mình tiếp tục phát triển bản thân mình. Mình dành cái thời gian lo lắng cho chuyện đó thì mình tiếp tục phát triển bản thân mình. Thì cái đó là cái mình có, mình bồi đắp. Mình có thì mình không có sợ mất cái gì đi hết. Mình không sợ mất. Và mình cũng không sợ là người ta lấy cái đó đi của mình. Dạ. Cho nên là tóm lại là thay vì dành cái thời gian để mà lo lắng, để mà phán xét, thì mình dành cái thời gian đó mình tiếp tục phát triển bản thân. Và cái điều quan trọng nhất là phải thấy rõ là cái tâm thương yêu của mình ban đầu nó rất là quý. Và mình làm sao để đừng có vì những cái ganh tị nhỏ nhỏ như vậy mà mình đánh mất cái đó, là cái điều vô cùng tiếc nuối cho mình và cho mọi người luôn. Tại vì cái đó nó sẽ làm cho mình đẹp ra rất là nhiều và làm cho thế giới đẹp ra rất là nhiều. Cho nên là chúc bạn có nhiều cơ hội nhìn thấy rõ bản thân mình hơn bằng những cái sự thực tập căn bản như là 3 ngày qua mình thực tập ở đây. Mình thực tập thở, mình thực tập ngồi yên, mình thực tập buông thư, mình thực tập đi thiền hành. Khi về nhà mình cũng có thể tiếp tục làm những cái điều đó. Thì dù là cuộc sống bận rộn thì mình cũng có thể ăn được một bữa cơm im lặng, có thể ăn được một vài muỗng trong chánh niệm, tức là ý thức rõ ràng cái gì đang xảy ra. Và những cái hành động đó, những cái sự thực tập đó của mình, nó nuôi dưỡng cái định tĩnh trong mình và nó nuôi dưỡng cái thấy rõ trong mình. Nó nuôi dưỡng cái thấy rõ thì mình sẽ xác định hoàn cảnh. Và mình tin là bạn là người có ý chí sẽ nhìn ra được. Và cảm ơn bạn. Con xin kính thưa quý sư thầy, quý sư cô, quý đại chúng mà. Con xin tự giới thiệu, con tên là Ân. Con lớn lên và sinh sống trong một gia đình truyền thống Thiên Chúa giáo. Con biết con có duyên tới cái khóa tu này là thông qua một người thương của con. Do con là một người có một cái tâm rất là hỗn loạn và con rất dễ bị mất tập trung bởi những cái yếu tố bên ngoài, thì người thương của con đã giới thiệu con đến với thiền tập và con đã bắt đầu tập được thiền được một khoảng thời gian.
Sau đó thì người thương con cũng giới thiệu con đến tới khóa tu bên mình. Thì con cũng, đó giờ con chưa có dành nhiều thời gian để trải nghiệm đến Phật giáo và những thứ liên quan. Thì con cũng không đi chùa nhiều nên con cũng rất là mới lạ với cái trải nghiệm ở khóa tu bên mình. Thì sau cái khoảng thời gian mà con tu tập và trải nghiệm sống bên cạnh những rất là gần cái văn hóa Phật giáo, thì con cảm thấy là cái tâm của con nó có được cái sự bình an mà đó giờ con chưa cảm nhận được. Và con cũng rất là thích cái cảm giác này. Quay lại vấn đề thì con và người yêu con thì con là người truyền thống Thiên Chúa giáo từ cha mẹ con. Người thương của con thì là một người đến từ Phật giáo. Thì lúc mà tụi con yêu nhau và tính tới chuyện kết hôn thì có những cái mâu thuẫn liên quan đến tôn giáo về việc kết hôn, những cái thủ tục và giới lý hôn nhân các kiểu. Thì tụi con đã có rất nhiều mâu thuẫn và tụi con cũng cãi nhau và cũng có những cái đau khổ do con gây ra và do cái sự thiếu hiểu biết của con. Tụi con cũng sắp xếp để con có thể hiểu hơn về Phật giáo, để con hiểu hơn về người thương của con, và con cũng mong bạn cũng có những cái trải nghiệm đó giống như con vậy. Thì tụi con cũng đã sắp xếp được cái chuyện về học giáo lý và kiểu có thể về con cái. Nhưng mà ở đâu trong đó thì con vẫn cảm thấy là có thể mình sắp xếp được những cái mà mình thấy ngoài mặt thôi. Còn những cái như sinh hoạt và những cái niềm tin tôn giáo đó, nó vẫn còn cái gì đó nó mâu thuẫn như tụi con. Thì con rất là lo lắng về cái tương lai nếu mà tụi con vẫn còn những cái mâu thuẫn đó tồn tại trong mối hại tụi con, thì con muốn xin cái tham vấn của các quý sư thầy sư cô về cái cách để mình có thể điều hòa giữa những cái lập trường đối lập giữa cái khác nhau giữa tôn giáo, và để tụi con có thể hòa thuận với nhau trong cái con đường tương lai ạ. Con mong quý sư thầy. Pháp Khâm là nhà Phật, gốc Phật giáo. Nhưng mà hồi 8-9 tuổi thì ở trong trường nội trú công giáo. 2 năm liên tiếp, 5 giờ sáng dậy, 5 rưỡi đi nhà thờ. 2 năm luôn. Nhưng mà cái trường đó thì đặc biệt là không có dạy tôn giáo, không có chuyện đạo, chỉ dạy về giáo dục thôi. Không có dạy lên Chúa rồi yêu cầu học sinh mình chuyện đạo. Nhưng mà mình được quyền đi nhà thờ, có muốn lên ăn bánh thánh thì cứ lên ăn. Và cái hệ thống đó rất là hay, là không có bắt học sinh mình chuyện đạo. Một điều mình cũng nhận thấy là sư ông á, là qua bên Tây Phương, là đi một mình. Rồi sau này sư ông có hàng trăm ngàn đệ tử, mà đệ tử toàn người Tây Phương, 90% Tây Phương là chính. Mà 90% Tây Phương đó là họ có gì? Họ đạo Thiên Chúa giáo, họ đạo Tin Lành, họ đạo Do Thái giáo. Thành ra Phật giáo mà hài hòa với các tôn giáo khác thì không có vấn đề. Cái đó là một cái sự thật, không có vấn đề. Bởi vì Phật giáo chính ra nó không phải là một tôn giáo, nó là một lối sống. Con về nương tựa buộc, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Buộc là Phật đó, là chỉ là người hướng dẫn, người thầy thôi. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Thì thầy đi qua Philippines, thầy giảng tổ chức khóa tu bên đó, mà Philippines là khoảng 90% là Thiên Chúa giáo rồi. Thì họ cũng thọ năm giới. Có mấy người Muslim họ cũng thọ năm giới luôn. Thì mới nói như thế này, con về nương tựa Chúa, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Thánh Kinh, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa nhà thờ, nơi tụ tập, nơi tu học, con đường tỉnh thức. Mà nhìn chung á, Chúa với buộc
rồi dạy về tình thương yêu. Ra khi mà đọc vào Kinh Thánh á, thì có thấy nhiều điều tương quan với nhau lắm. Theo cái quá trình phát triển của xã hội đó, thì lúc mà Chúa dạy, Chúa cũng đâu có làm ra những cái thánh kinh như vậy đâu, có người chép lại thôi. Sau này Bụt cũng đâu có tạo ra Buddhism đâu. Bụt dạy cái lối sống thôi, nhưng mà lối sống thì có những cái phương thức hoạt động, cách sống. Cho nên là cái việc mà hòa hợp với nhau á, nó không có khó. Nhưng mà nó cái sự thật nó như thế này. Cái một cái hệ thống tổ chức tôn giáo á, thì nhiều khi nó có cái tính cách là chi phối, nó thao túng cái cách suy nghĩ của con người. Cái đó là một cái điều mà mình có thấy. Cho nên là khi mà mình phát tâm đi sinh hoạt với người Tây Phương, thì mình đem hai cái điều này nói chuyện với nhau. Bây giờ mình nói vấn đề tâm linh. Tâm linh á, phát âm định nghĩa là một lối sống mà trong đó cái chân, cái thiện, cái mỹ nó được biểu hiện. Chân thiện mỹ đó là những điều là cái thật, cái đẹp và cái lành nó được biểu hiện. Đó là đời sống tâm linh. Đời sống tôn giáo thì có thể nó khác. Một tôn giáo có thể không có yếu tố tâm linh đó. Có thể một tôn giáo nhưng nó không có cái lành, cái thiện, cái đẹp. Cái đó nó có thật. Vậy thì chúng ta nên chọn cái hướng tâm linh. Vì có thể có những cái tôn giáo nó có tính cách mù quáng. Ví dụ như là có những cái cuộc tế thần, nó có những cuộc bắt là phải sacrifice đó. Thì nó có những cái. Thì bây giờ mình đi gọi mình theo cái hướng tâm linh. Bên Thiên Chúa Giáo thì nói về cái cách suy nghĩ, về cách hướng dẫn á, thì nó cũng có, nó hơi khác với bên Phật giáo. Và cái này là có thể là một cái, hai bên có thể, nhất là những người trí thức á, có thể phải gặp những cái khó khăn. Ví dụ như bên Đạo Phật á, là ai cũng nói là, Bụt nói là tôi, Bụt là người giác ngộ đã thành. Chúng sinh là Bụt sẽ thành, là ai có khả năng giác ngộ hết. Nhưng bên Thiên Chúa Giáo thì định nghĩa là khi mình sinh ra đó thì mình có tốt cách mấy thì mình cũng không là người hoàn hảo, cũng có người có tội, mà chỉ có người giúp mình giải thoát thôi đó là chỉ có Chúa thôi. Cho nên mình gọi là ngày phán xét. Ngày đó là tất cả là đều với Chúa phán xét hết. Chúa phán xét nếu mà thấy được, coi như mà thấy tốt thì cho lên thiên đàng. Thì hai bên đó nó đụng nhau về cái tư tưởng đó. Cái thứ hai nữa là cũng theo Thánh Kinh thôi mà nói là Chúa là Đấng Thượng Đế là tạo ra vũ trụ. Đầu tiên là tạo ra con người, rồi sau đó mới tạo ra thiên nhiên như vậy để phục vụ con người thôi. Nhưng bên Phật giáo thì nói không, cái thiên nhiên nó như vậy đó, con người là một phần của môi trường thôi. Con người nó không phải là có hơn gì về con vật hết. Con, bởi vậy mấy con người đó là một loại động vật gọi là người. Giống như con chó là một loại động vật gọi là chó vậy thôi. Cho con người không có hơn gì con mấy loại động vật khác hết trơn. Nếu nó thông minh quá là nó hại giết hết mấy động vật khác. Cuối cùng là global warming rồi đó, nó cũng là con người tạo ra hết. Thì hai cái mấy cái điều này là mình phải nhận thấy để mà, bởi vì khi mà gặp bên vợ đó, bên người thương đó, nhất là những người trẻ sẽ gặp khó khăn. Anh đâu giống như là nói là em con đâu có tội gì đâu mà con đi rửa tội. Đó là một điều chẳng hạn. Rồi tu học bên này thì cũng có cái điều lành mà cũng tạo được mà. Cũng có thể làm cho mình giải thoát được. Mà bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm lặng lòng an hết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn năm mây trắng vẫn thông dong. Là mình có cái khả năng cứu rỗi mình. Cái đó là cái sự khác nhau.
Như vậy thì người Thiên Chúa giáo có thể lấy người Phật giáo được hay không? Được chứ. Ăn thôi là mình điều chỉnh cái cách nhìn thôi. Thầy có đứa cháu, đứa cháu gái là mẹ nó là Phật giáo hết lòng, mà nó là cũng đi tu từ lúc theo mẹ nó từ lúc 8-9 tuổi là đi theo mẹ đi tu rồi. Đi tu đây đó, đi tu học cũng có retreat như vậy đó. Còn chồng á thì là Công giáo Thứ Thiệt. Mà Công giáo này là Công giáo là Bảo thủ Thứ Thiệt á. Không có lại ai hết, kể cả những cái vị thánh của bên Thiên Chúa giáo, chỉ có lại một người thôi, là Chúa Giê-xu thôi. Còn vô bình ha, thì mình lại Đức Phật xong rồi mình lại Bồ Tát ha. Rồi mình lại mình gặp người khác, mình xem bốc xin tặng người một vị buộc tương lai nữa chứ. Cái vị này là không, nhất định không có lại cái đó. Cho nên khi hai người đám cưới với nhau, đứa em gái thì cũng muốn cho nó đúng cổ truyền, truyền thống, cũng muốn bắt con rể tương lai lại, nhưng nó không có được lại. Ba má nói là con không có được lại ai hết. Thôi bỏ cái bình hoa, xả thôi, không lại buộc. Rồi sau đó mày hỏi, em muốn em con gái con em nó lấy chồng, nó lấy cho em hay là lấy cho nó? Là lấy cho nó. Vậy thôi thì cho nó làm, cho hai đứa nó về với nhau đi. Chẳng lẽ đến cái bữa đó mà hai vợ chồng, hai ông già, ông xui bà xui cãi nhau về cái chuyện lại hay không lại à? Rồi thương con quá, làm được. Mà sau này đó, con nó về về đó, cái chồng đó, thằng chồng nó thương con, chiều vợ quá trời trời. Nếu mà chỉ vì cái tôn giáo đó mà không lấy nhau được thì chắc đứa cháu gái của Phật không nó hơi uổng. Không được người chồng nào mà thương vợ, thương con như vậy hết. Thành ra là các bậc cha mẹ đó, mà thường thường đó, các bậc cha mẹ đó, tạo ra cái khó khăn là chính. Các người lớn thì tạo ra cái khó khăn nhiều hơn. Còn con cái mà có cái câu thơ gì đó, cha mẹ gì đó lắc đầu than con trẻ, thề thương người hơn thương cả song thân. Thôi cho nó thương nhau, cho nó lấy nhau rồi cho rồi, chứ còn cha mẹ mình lớn rồi xong đó là cuộc đời mình nó hết rồi, thôi con sau nó tiếp chứ có gì đâu. Thì cái lời khuyên nó như thế này, thương nhau thật đó thì cứ tiến tới. Và người vợ đó cũng hết lòng đó chứ phải không, người thương cũng hướng dẫn đó, và con cũng chịu khó đi tới khóa tu này đó chứ. Còn cái chuyện mà giáo lý này kia thôi, chuyện muôn đời để cho các vị riêng xin giải quyết. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng bây giờ là cũng ngài cũng cởi mở lắm, ngài không có lên án những người gay homosexual nữa, đồng tính nữa, ngài không có lên án. Và ngay cả là ngài cũng có thể nghĩ tới những người phụ nữ có thể chưa thể được thọ linh mục nhưng có thể làm những cái nhiệm vụ ở trong nhà thờ được, là có nghĩa nó sẽ thay đổi. Và từ từ cái giáo lý này nó sẽ được thích hợp hơn. Thôi ra mình cứ từ từ, biết đâu là nhờ có những cái cặp vợ chồng khác tôn giáo như vậy này, làm cho các vị lãnh đạo thấy à, té ra là nó khác tôn giáo nó lấy nhau cũng được. Thôi mình cũng tạo điều kiện cho nó có lấy nhau cho nó vui. Bây giờ là kinh tế, bây giờ là mọi người bây giờ nó không lấy nhau rồi, lấy nhau nó còn không đẻ con nữa, lấy nhau thì mình mừng cho nó chứ, cứu nhân loại mà. Thành ra thôi vì nhân loại mà cho mà thay đổi. Thôi vậy thôi, cứ thương nhau, cứ tiến tới với cái nền tảng là thương yêu nhau thật sự. Dạ con kính chào sư thầy và sư cô, con kính chào đại chúng. Con tên là Bảo Thi, hôm nay con mới thọ nhận năm giới, con có pháp danh là Nguyên Niệm, con rất thích pháp danh này. Dạ, con có một vấn đề trong quá trình tu tập, đặc biệt là tu tập lắng nghe và ái ngữ.
từ nhỏ đến lớn con sinh ra con cảm thấy con không có hòa nhập trong tập thể. Con không giao tiếp được với mọi người tại vì con cảm thấy con không biết tại sao con luôn có cảm giác là con không hòa nhập được với mọi người. Càng ngày càng lớn khi mà con đi làm ở các tập đoàn đa quốc gia thì con phát hiện ra là con là thuộc người thuộc chủ nghĩa cá nhân, individualism. Con rất thích enjoy cái không gian riêng của con và con không có muốn hòa nhập vào tập thể. Từ lúc mà con biết được cái chủ nghĩa đó, con cảm thấy được có một cuộc đời mới và con rất là tôn sùng cái chủ nghĩa đó. Con luôn luôn muốn tranh luận và bảo vệ ý kiến cá nhân. Nói chung mình muốn thắng cho bằng được. Tới một khoảng thời gian thì con cảm thấy có vấn đề trong cái cuộc sống của con và cái mối quan hệ của con với những người xung quanh, ba mẹ, gia đình và đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp luôn. Con nhận ra là vì mình làm ở môi trường Việt Nam, văn hóa của mình là văn hóa, cái dùng từ là collectiveness, cộng đồng. Nên là càng ngày con tự tách bản thân ra con và xã hội. Thì sau khi mà con cảm thấy bế tắc quá thì con tìm đến những bài pháp thoại, lối sống chánh niệm, thì con biết được cái chữ là interdependent, là con nhận ra là con không thể tách mình ra khỏi cộng đồng được. Và con bắt đầu tìm cách để blend in con vào cộng đồng lại. Thì có một cái vấn đề mà con gặp là mỗi ngày con phải tiếp xúc với nhiều người, nhiều quan điểm khác nhau. Con thực tập sự chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng quan điểm của người khác. Nhưng mà không phải quan điểm nào của ai cũng hợp lý và phù hợp với quan điểm của con. Nhưng mà con rất là cố gắng thực tập sự tiếp nhận quan điểm của người khác. Nhưng mà càng embrace cái sự khác biệt đó thì con cảm giác là con bị không có chính kiến và bao phải. Và đôi khi quan điểm của họ là đi ngược với những triết lý sống trước đó của con. Nhưng mà vì thực tập thì con ngại truyền thông ngược lại với đối phương. Con sợ nói ra sự khác biệt quan điểm và mất lòng người khác. Thì con muốn nhờ các thầy, sư thầy và sư cô cho con lời khuyên trong quá trình thực tập để mà con truyền thông với những người khác quan điểm của mình để thuyết phục họ, mặc dù vẫn giữ được chính kiến cá nhân, thuyết phục họ và vẫn giữ gìn được mối quan hệ của mình với họ. Dạ con, kính bạch sư ông, kính thưa hòa thượng, viện chủ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, thưa chị, nhìn con vậy thôi chứ con cũng là người sống nội tâm lắm. Tại vì hồi xưa khi mà con còn nhỏ hoặc là trước khi con mới bắt đầu đi học á, thì con cứ có cảm giác là hình như mình không thuộc về thế giới này, không chơi được với ai. Và con thích chơi một mình hơn là chơi với nhiều người. Nhưng mà tại vì đi học á, thì làm lớp trưởng thì thành ra phải sinh hoạt cộng đồng. Thì cũng cố gắng thôi. Nhưng mà nếu mà được chọn thì cũng chọn ở một mình thôi. Dạ. Cho đến khi đi tu thì giống như hôm qua con chia sẻ đó. Đi tu thì cũng giống như là làm dâu chăm họ vậy đó. Giống như chị chia sẻ là mỗi ngày mình tiếp nhận rất là nhiều cái thông tin, những cái khác nhau, từ những cái ý kiến, những cái khác nhau. Trong cộng đồng xuất sĩ cũng có, mà trong cộng đồng những vị cư sĩ tới tu tập cũng có. Vấn đề ở đây là bản thân mình giống như chị nhận ra rằng là, giống như em, con đã từng nhận ra rằng là cuộc sống này là cộng sinh, là tương tức, là không có cái gì tự nhiên mà có một mình hết. Và khi mà mình thấy cái điều đó thì mình biết ơn vô cùng. Mình biết ơn những cái điều kiện được tạo ra để cho có cái một cái gì đó đẹp biểu hiện. Và cái quan điểm, cái tiếp nhận cái quan điểm của từng người á, nó là cần cái sự chọn lọc. Và cái pháp danh của chị rất là hay, là nó thường thì cái pháp danh của mình nó đi liền với cái sự thực tập của mình. Thì cái niệm á, có nghĩa là cái biết cái gì đang xảy ra trong mình và xung quanh mình, cái biết cái gì đang có mặt ở đây, cái cảm xúc nào nó đang biểu hiện,
cái nỗi sợ hãi, cái lo lắng nào nó đang biểu hiện, cái mừng vui, cái trân trọng nào nó đang có mặt, và cái nào tốt thì mình tiếp tục phát huy. Và vì mình có cái yếu tố niệm á, cho nên là mình sẽ biết chọn lọc. Mình tiếp nhận rất là nhiều thông tin, nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mà đầu tiên là cái chuyện quan trọng nhất là cái ghi nhận, nhận diện đơn thuần, tức là mình nghe. Giống như hôm bữa thì Pháp Nguyễn có chia sẻ trong bài pháp thoại đó, cái hay nó là đề thính, tức là mình nghe với một cái tâm chỉ là nghe thôi, là mình sẽ tiếp nhận cái sự thật nó gần hơn, mình thấy nó gần hơn. Và vì mình thấy cái sự thật nó gần hơn, mình không có làm thêm phép cộng hay phép trừ hay phép nhân khi mình nghe, thì mình không có cộng thêm những cái chi giác hay những cái quan điểm cá nhân của mình vô đó, thì cái mình đi gần đến với cái sự thật hơn, mình hiểu hơn những cái gì mình nghe, những người xung quanh mình. Và cái quan trọng nhất là mình hiểu hơn bản thân mình. Khi mà mình hiểu hơn bản thân mình á, thì mình sẽ biết là nếu mình tiếp tục như vậy, nó có tốt cho mình và những người xung quanh không. Buộc dạy rất là nhiều pháp môn, tám hạng 40.000 pháp môn. Các thầy, các sư cô mấy ngày nay cũng chia sẻ rất là nhiều những cái thực tập căn bản cho mình. Nhưng mà nó không đi ra ngoài cái sự hiểu biết và thương yêu. Hiểu biết là trí tuệ, thương yêu là từ bi. Và nó không đi ra ngoài cái điều căn bản á. Giống như sáng nay mình thọ trì năm giới đó, nó không đi ra ngoài cái căn bản là mình làm cái điều đó nó đang lợi lạc cho mình và lợi lạc cho mọi người không. Có nhiều vị họ làm rất là nhiều, họ giúp lợi lạc cho mọi người, nhưng mà bản thân họ chịu đựng và đau khổ, thì cái đó mình suy xét lại á, thì hình như nó cũng không phải đúng lắm như là điều Bụt dạy. Nhưng mà có nhiều vị thì họ làm mọi thứ để lợi lạc cho họ thôi, và những người xung quanh sao thì cũng không quan trọng, thì cái đó chắc chắn là không như điều Bụt dạy rồi. Thì cái chính yếu ở đây là gì? Mình làm, mình nói bất cứ một cái điều gì mà nó vừa giúp cho mình, vừa giúp cho mọi người, là cái đó là cái mà mình nên suy xét và mình nên chọn. Nhờ cái niệm đó đó, là cái tự thực tập căn bản, thì khi mà chị về lại trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày á, thì cái môi trường nó có thể không giống như những ngày qua các thầy các sư cô tới đây tạo dựng ra, có cái môi trường của cái sự lắng nghe, có cái môi trường của cái sự tươi mát, có cái môi trường của cái sự chia sẻ, hiểu biết, lân mận. Trong cuộc sống mình nó có những cái bận rộn, những cái công việc nhất định mình phải lo toan, mình phải tính toán, thì mình làm sao để mình duy trì được những cái thực tập này khi mình về với cái cuộc sống của mình, dù nó không được hoàn toàn như là ở trong cái môi trường mình đã thực tập mấy ngày qua. Mình có thể không có thời gian để đi thiền hành như ở đây, nhưng mà khi mình sáng mình thức dậy, đâu ai ngăn cản mình có thể mỉm một nụ cười, có thể đi chậm rãi vô nhà vệ sinh, có thể nó là thời gian của mình, thì mình đâu ai ngăn cản mình làm những chuyện đó. Thì hoặc là trước khi mình đi ngủ, mình có quyền dành ra 5-10 phút để nằm xuống buông thư, theo dõi hơi thở và làm cho cái tâm mình nó lắng yên xuống. Thì cái đó là cái sự khôn khéo của mỗi người mình, để mình có thể duy trì được cái năng lượng niệm đó. Thì mình không có thể hoàn toàn khi nào cũng có thể tỉnh giác, có thể hiểu biết, thương yêu được 100%. Nhưng mà ít ra thì mỗi ngày một chút thì dần dần nó cũng tạo thành một cái gì đó nó có, chứ không phải là một cái chuyện ngoài khả năng. Và khi mà mình thọ trì năm giới đó, thì cái năm cái sự thực tập căn bản đó mình có thể áp dụng ở trong cái đời sống của mình, có thể là từ từ thôi. Nó lần này đi khóa tu lần đầu tiên coi như là gieo hạt,
gieo hạt thì mình về nhà mình đọc tụng nó, mình duy trì, thì mỗi ngày cái hạt giống đó nó sẽ lớn lên từ từ. Và khi mà mình có cái an, cái yên, cái không gian đủ ở trong lòng á, thì chắc chắn là mình sẽ thấy, mình sẽ biết, mình sẽ chọn được những cái quan điểm, những cái nào là thích hợp với mình, cái nào mình nên phát triển, cái nào mình nên ngưng lại, đóng cửa lại, không tiếp nhận nữa. Dạ. Và cái đầu tiên là cái thấy rõ đó. Dạ. Và chúc chị có thêm nhiều cơ hội để mà tưới tẩm thêm những cái hạt giống tốt, các hạt giống lành đó. Và nếu mình có cơ hội thì mình trong khóa tu này mình ít nhất mình có quen thêm vài bạn trong tăng thân nữa, thì mình có cái sự kết nối đó, những cái bạn mà cùng pháp đàm với mình trong gia đình đó, hoặc là mình biết thêm về những cái nguồn thông tin như mà bạn nghe pháp thoại của sông Lòng Mai chẳng hạn. Trên trang nhà cũng có rất là nhiều cái phương pháp thực tập đối trị cơn giận nè, sống chung an lạc nè, làm sao để mình có thể học hỏi thêm những cái đó và bản thân mình giúp cho mình trước, mình thương mình. Thì giống như là khi mà mình bước ra thì một cách nào đó tự nhiên mình hòa đồng, mình không có ép mình, tại vì mình thương mình rồi á. Thì khi mà mình bước ra thì mình biết là cái nào là hợp với mình. Và mình, tại vì thế giới này mình không thể hợp với 100 người một lần được, giống như xác suất nó sẽ một phần nào đó thôi. Và mình cũng không thể làm hài lòng được hết tất cả mọi người ở đây. Giống như khi mà con chia sẻ cái này thì có thể có vài người đồng ý với ý kiến đó, nhưng mà có vài người thấy hình như không hợp lý. Thì cái đó là điều đương nhiên, tại vì mọi người có một cái kinh nghiệm sống khác nhau và cái quan điểm nó cũng trở nên khác nhau. Và làm sao để cho cái cuộc sống mình nó an lành, nó thảnh thơi và mình có thể thương yêu mình và giúp đỡ được cho mọi người. Dạ, cảm ơn bạn. Những cái gì thì nó đều có cái tương tác với nhau. Không có cái gì gọi là độc lập hết, nó là tương lập. Và mình sẽ chấm dứt ở đây vì nó có một cái yếu tố là mình phải đi ra ngoài chuẩn bị hành đường cho buổi ăn trưa. Không? Cho nên mình chấm dứt 11 giờ rưỡi là có lý do. Và cái đó nó gì, nó lên cái thuyết tương tích. Không có cái gì cá nhân. Cá nhân với cộng đồng nó liên tích với nhau. Và rất là cảm ơn cái số lượng người hỏi khá nhiều, hơn 8 người. Và các thầy các sư cô trong cái thời gian qua chắc là cũng đáp ứng được những cái thắc mắc của đại chúng. Bây giờ mình sẽ nghe 3 tiếng chuông và mình chấm dứt cái buổi câu hỏi và trả lời ngày hôm nay.